chương 281, ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nếu là bình thường, Lâm Hóa Long sẽ vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. Thậm chí có thể nghĩ đến việc kết bạn với Lạc Tú, dù sao thì trong lúc nguy hiểm, Lạc Tú có thể ra khỏi xe và giúp đỡ mà không nói một lời, đó là điều mà một người đàn ông hoa hạ nên làm. Nhưng bây giờ nghe thấy lời này, ông ta suýt nữa phun ra một ngụm máu giả, giúp đỡ cái rắm. Đây không phải là nhiệt huyết nam nhi, đây là ngu xuẩn, là đi tìm cái chết. Ba người phía sau đều là tông sư, nhìn thân thủ bước đi như bay, dù không hiểu cũng biết ba người này nhất định không phải người thường có thể so sánh được. Thằng nhóc kia, mau chạy cho tôi, lâm hóa long cao lớn, lưng cao cường tráng, mày rậm mắt to, giống hệt một con gấu đen hình người. Cuồng thú là tên rất thích hợp với ông ta, mỗi một bước ông ta hạ xuống dường như có thể chấn động địa cầu. Nhưng bây giờ tốc độ của ông ta hơi lộn xộn, bởi vì người thanh niên kia nghe được lời của ông ta, không những không chạy trốn mà ngược lại càng tăng tốc chạy về phía ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những tên lính đuổi theo từ phía sau càng lúc càng gần, Lâm Hóa Long lo lắng sốt ruột. "Chạy đi, nếu cậu không chạy, hôm nay cả hai chúng ta sẽ chết ở đây đấy." Lâm Hóa Long lại lo lắng hét lên. "Ha ha, có gì mà phải sợ bọn đạo trích này chứ?" Lạc Tú vẫn rất bình tĩnh thậm chí còn vừa đi vừa châm thuốc một cách nhàn nhã. Nhưng Lâm Hóa Long suýt chút nữa vấp ngã dưới chân mình, bọn đạo trích sao? Có gì mà phải sợ? Nếu là đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của mình, sẽ không có vấn đề gì khi nói điều đó. Nhưng ông ta là cuồng thú Lâm Hóa Long. Giờ phút này, một người trẻ tuổi như Lạc Tú lại dám nói ra lời như vậy. Trên thế giới, ngoại trừ vị thiếu niên tông sư ở Hoa Đông đang là tông sư khi còn trẻ, Lâm Hóa Long chưa từng thấy người nào có thể đạt tới trạng thái tông sư lúc còn trẻ. Còn vị thiếu niên tông sư kia nghe nói còn đang vây bắt huyết thi ở tương Tây, không thể đến Tây Tạng được. Cho nên loại trừ khả năng này, thiếu niên này chỉ có thể là người thường, cho dù không phải người thường cũng không thể là tông sư. Không phải tông sư mà lại dám nói ba người phía sau là đạo trích sao. Nếu không chạy thì sẽ không kịp nữa đấy lâm hóa long không khỏi cảm thấy lo lắng hơn khi nhìn khoảng cách giữa mình và lạc tú ngày càng gần nếu lạc tú và những người phía sau gặp nhau thì lạc tú nhất định sẽ bị bên kia giết chết dù sao bên kia cũng không phải người hoa hạ tuy nhiên lạc tú hút một hơi thuốc dài sau đó đột ngột dừng lại và đợi ở đó lâm hóa long đến ngay lập tức sau đó bất lực dừng lại bên cạnh lạc tú nhìn lạc tú với ánh mắt phức tạp cậu thật là hai lâm hóa long thở dài ông ta muốn trách đối phương nhưng đối phương cũng vì cứu ông ta nên mới ra đây hoàn toàn xuất phát từ ý tốt nhưng để tự cứu mình hiện tại đối phương chính là một gánh nặng đối với ông ta nếu bảo ông ta bỏ lại cậu ta để chạy thoát lâm hóa long ông ta không thể làm được cũng không dám làm vì vậy bây giờ ông ta chỉ có thể cùng đối phương kề vai chiến đấu thôi thôi kệ vận mệnh đã như vậy rồi long hóa long thở dài nhóc con cậu rất tốt cậu có nhiệt huyết nam nhi hoa hạ, nhưng cậu hơi ngốc. Nhìn ba người đó, ngay cả tôi cũng sẽ phải chật vật bỏ chạy. Cậu ngốc nghếch sông lên như thế, hoàn toàn là muốn tìm cái chết. Lâm Hóa Long thở dài. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng không trách cậu, nhưng kiếp sau nhớ kỹ, làm người không được hữu dũng vô mưu. Lâm Hóa Long lại thở dài. Không ngờ rằng mình sông pha trên chiến trường, nhưng hôm nay lại phải chết trong tay đám đạo trích này. Lâm Hóa Long có chút không cam lòng, nhưng đã quá muộn. Bởi vì người bên kia đã hoàn toàn đuổi kịp, và sau đó ba người đã bao vây họ. Chỉ là ba người thôi, nói vậy có phải hơi bi tráng không? Lạc Tú nhìn đối phương đang thu nhỏ vòng vây. Chỉ có ba người ư, Lâm Hóa Long có chút tức giận, cũng có chút buồn cười, sau đó lắc đầu. Thiếu niên, đó là ba tông sư đấy, bụi hoa lá cũng có thể đả thương người ta. Hiện tại tôi bị thương nặng, đã là nỏ mạnh hết đà rồi lâm hóa long cười khổ nói tôi biết ông bị thương nhưng không phải tối đến để cứu ông rồi sao lâm hóa long tức giận đến mức không biết phải làm thế nào hai quên đi nói thêm cũng vô ích tôi sẽ cố gắng hết sức hãy nghe tôi nói nếu có cơ hội cậu cứ chạy cho tôi càng xa càng tốt thà một người chết ở đây còn hơn hai người chết ở đây lâm hóa long dặn dò thật ra không có cậu ở trạng thái của tôi Tôi không nghĩ rằng mình cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu, cậu đúng là tìm cái chết vô nghĩa." Giọng điệu của Lâm Hóa Long đầy tuyệt vọng. "Tôi muốn cứu ông, hôm nay dù là Diêm Vương đến đây thì ông cũng không chết được." Lạc Tú không quan tâm, giọng điệu tràn đầy tự tin. "Cậu, Lâm Hóa Long muốn nói rằng khẩu khí của cậu lớn đấy, nhưng lời nói đó đã bị ông ta nuốt trở lại vào bụng. Bởi vì vòng vây của bên kia đã hoàn toàn thu hẹp lại, hiện tại bọn họ dù có gắn đôi cánh cũng khó bay được cuồng thú, bên kia chế nhạo, ngữ điệu tràn đầy khinh thường. Cả ba người họ đều nhìn Lâm Hóa Long với sát khí lạnh lùng, về phần lạc tú, ba người họ trực tiếp phất lở anh. Ba người này đều là tông sư, bất kỳ ai trong số họ đều có thể giết người thường chỉ bằng một chiêu thức, vì vậy lạc tú không được coi trọng chút nào. Thay vào đó, một trong số họ cười khẩy và nói với lạc tú. Người trẻ tuổi, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chúng tôi có lẽ phải đuổi thêm một hồi nữa ba người này đều có dâu quai nón, hơi đen, mặc áo dài trắng, nhưng khí tức tỏa ra vô cùng kinh người. Thật đáng tiếc, đường đường là cuồng thú mà lại có kết cục như thế này, bị một người trẻ tuổi như cậu hại chết. Một người khác đội khăn xếp chế nhạo. Đừng nói nhảm nữa, cho dù hôm nay cuồng thú lâm hóa long tôi có chết, tôi cũng sẽ lôi các người làm đệm lưng. Không thể không nói, mặc dù lâm hóa long lưng hùm vai gấu, khi đứng thẳng, toàn thân của ông ta có một loại dũng khí của quân nhân cho dù bị thương nặng, lúc này ông ta vẫn có uy nghi của một quân nhân. Chương 282: Tôi tới để giết người. Tự tìm cái chết, khi người đó nhìn thấy Lạc Tú dám đi về phía mình, liền cảm thấy bị khinh thường. Hắn là thế hệ tông sư, ở chỗ của bọn họ, họ được vạn người ngưỡng mộ, làm sao lại có thể bị người trẻ tuổi khinh thường chứ? Ngay lập tức, hắn tạo bàn tay thành nắm đấm, sau đó đấm ra, cú đấm này phảng phất có cảm giác mãnh hổ gầm trên núi uy lực vô cùng chỉ là một chàng trai trẻ hắn có thể thổi bay người này bằng một cú đấm nhưng sau đó tất cả đều bị sốc bởi vì lạc tú không né tránh anh cũng tung một quyền lên để chào đón một quyền rất bình thản công chính đơn giản và khiêm tốn muốn chết gà bùm giống như một tiếng sét đánh có một tiếng nổ chói tai vang lên vào khoảnh khắc của đánh trúng cú đấm này biểu hiện của người đàn ông kia thay đổi ngay lập tức chạy đi hắn là Bang, kinh khí bắn ra bốn phía, người kia trực tiếp hóa thành máu vụn đầy trời. Lâm Hóa Long sững sờ và ngây người nhìn Lạc Tú. Vừa rồi ông ta còn đang lo lắng thanh niên kia sẽ bị cú đấm của đối phương đánh nát, mất mạng vô ích, nhưng trong nháy mắt, đối thủ liền bị nổ tung. Một cú đấm đánh nát tông sư ư? Đây là? Những người còn lại vẫn còn kinh ngạc và hoảng sợ, Lạc Tú cũng đã di chuyển. Trong tích tắc, trước khi người đàn ông thứ hai kịp phản ứng, một quyền đã đánh vào ngực hắn ta. Hắn ta lập tức nổ tung, bị kinh khí đập nát. Vào lúc này, Lâm Hóa Long và vị tông sư cuối cùng hoàn toàn bị sốc. Người cuối cùng quay đầu bỏ chạy, bởi vì ngay cả một người mù cũng có thể thấy rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Lúc này hắn mới biết chính là cao thủ hoa hạ đã tới rồi, nếu không chạy, hôm nãy hắn sẽ không thể sống sót. Mà vào lúc này, hắn làm sao dám khinh thường lạc tú, hắn chỉ cảm thấy tim đập thình thịch lông tóc cả người như muốn dựng đứng nhưng tốc độ của hắn rất nhanh lạc tú còn nhanh hơn gần như ngay khi hắn quay đầu lạc tú đã đấm vào lưng hắn và hắn không thể trốn thoát khỏi kết cục ngũ mã phanh thây giờ khắc này lâm hóa long hoàn toàn chấn động cho dù ông ta không bị thương ông ta cũng không dám nói có thể thắng ba tông sư dễ dàng như vậy huống chi là đánh chết mà không tốn sức ba tông sư mà chỉ cần ba quả đấm lâm hóa long lúc này mới nhớ tới lời nói của lạc tú hôm nay tôi nói muốn cứu ông cho dù diêm vương có tới ông cũng sẽ không chết không phải người ta khoác lác mà đó là sự thật người ta thực sự có thực lực này lâm hóa long không khỏi đỏ mặt khi nhớ ra mình vừa khiển trách người ra là tự đâm đầu vào chỗ chết hơn nữa tứ chi trước mặt đều tan nát khắp nơi đều là máu thịt cảnh tượng này khiến lâm hóa long không dám nói một hồi lâu mấy con sâu cái kiến mà cũng dám đến hoa hạ dương oai sao lạc tú khinh thường nhìn đống thịt băm trên mặt đất một lúc lâu sau lâm hóa long kinh ngạc nói cậu cậu là ai lạc vô cực lạc tú vỗ tay sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa cho lâm hóa long lâm hóa long vốn không hút thuốc nhưng ông ta vẫn cầm lấy thảo nào không hổ là có thần thông như vậy lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm chứ lâm hóa long cười khổ trong lòng đột nhiên lĩnh ngộ ra hỏi thế hệ trẻ trên thế giới ai có phong cách như vậy cũng chỉ có lạc vô cực ở hoa đông thôi lâm hóa long cười cười giáo quan lạc vừa rồi thực sự xin lỗi lời nói của tôi có chút không thích hợp cũng là do lúc nãy cậu không nói sớm lâm hóa long ngồi trên mặt đất chạy lâu như vậy ông ta cũng hơi mệt bây giờ cuối cùng cũng có dũng khí thở ra tuy nhiên ông ta vẫn xin lỗi lạc tú dù sao thì vị trí của lạc tú thấp hơn ông ta nhưng thứ nhất là người ta vừa cứu ông ta Thứ hai, bản thân ông ta cũng có chút xấu hổ. Lúc trước ông ta có nghe nói đến thiếu niên Lạc vô cực, tuy rằng cũng có để ý, nhưng nếu có ai hỏi thăm, ông ta cũng bày tỏ vẻ tán thưởng. Nhưng trong sâu thẳm, ông ta vẫn không quá coi trọng Lạc Tú, chỉ là một thiếu niên tông sư thôi, làm sao có thể mạnh như vậy? Dù sao thì ông ta đã sớm đến bán bộ hóa cảnh rồi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay, ông ta mới nhận ra rằng mình đã sai không chỉ là một thiếu niên tông sư, đây rõ ràng đã là một cường giả hóa cảnh. Ông ta còn gióng giặc khoác lác với Tô Bửu Điền rằng ông ta có thể đào tạo lạc tú trở thành người thừa kế của mình. Lúc đó Tô Bửu Điền chỉ cười với ông ta. Đến bây giờ ông ta mới nhận ra câu này nực cười đến mức nào. À, giáo quan lạc, Tô Tướng Quân không nói xấu gì về tôi với cậu đúng không? Lâm Hóa Long có chút không yên lòng. Hả, lạc tú khó hiểu. Không sao, không có là tốt rồi." Lâm Hóa Long thở phào nhẹ nhõm, nếu lão già Tô Bửu Điền kia nói chuyện này với Lạc Tú, mặt mũi của ông ta đã có thể ném tới nhà bà nội luôn rồi. "Sao ông lại thành ra như vật?" Lạc Tú tiến lên kiểm tra vết thương của Lâm Hóa Long, đúng là bị thương nặng. "Thật ra thì không có gì phải xấu hổ, tôi vô tình đụng phải một người thông thần." Lâm Hóa Long ngượng ngùng cười. Dù sao cũng là một người thông thần, không thể đánh bại hắn là chuyện bình thường và có thể chạy khỏi tay người ta cũng đã được coi là có bản lĩnh. Nhưng điều khiến Lâm Hóa Long ngạc nhiên là Lạc Tú chỉ ậm ừ cho qua chuyện, như thể anh không nghĩ đó là chuyện lớn. Lạc Tú giúp Lâm Hóa Long điều trị đơn giản để Lâm Hóa Long có thể di chuyển, sau đó vừa đi bộ vừa trò chuyện với Lâm Hóa Long. "Giáo quan Lạc, cậu có biết sự kiện Liên Hoa không?" Lâm Hóa Long hỏi. "Ừ," Lạc Tú gật đầu. "Thực ra, sự kiện Liên Hoa này là một cuộc luận võ." Lâm Hóa Long thở dài. Lần này vị thông thần kia đã phao tin là sẽ vào Tây Tạng và san bằng khu vực Tây Tạng. Tuy rằng giọng điệu của người ta rất điên cuồng, nhưng với tư cách là một người thông thần, người ta thật sự có bản lĩnh và năng lực này. Vì vậy, sự kiện liên hoa này sẽ là một trận Long Hổ tranh đấu. Nhưng cuối cùng còn phải phụ thuộc vào sức chiến đấu cao nhất. Ở đây thật sự rất khó tìm được sức chiến đấu cao nhất. Dù sao thì người thông thần không phải chỉ nói ngoài miệng mà người ta thật sự không bị thế gian trói buộc cho nên chỉ có thể khẩn cầu mời người ta ra tay thôi lâm hóa long vừa đi vừa giải thích cho lạc tú không ai nể mặt sao lạc tú hỏi dù sao cũng là người thông thần hiện giờ đa số đều mai danh ẩn tích rất khó mời xuất quan vốn dĩ muốn mời phật sống nhưng nghe nói phật sống đang bế quan lâm hóa long thở dài may mắn thay có một người khác có thể so sánh với phật sống thượng sư kim cang Lâm Hóa Long nói. chương 283, tôi muốn giết hắn. Nghe thấy những lời của Lạc Tú, Lâm Hóa Long rõ ràng đã sừng sốt. Có thể chọc tới giáo quán Lạc, khiến cậu đích thân hành động, người nào mà to gan quá vậy. Quả thực, tốt xấu gì Lạc Tú cũng là người số một hoa đông, nếu thật sự muốn giết người, chỉ cần nói vài câu, không biết sẽ có bao nhiêu người bán mạng thay cho Lạc Tú. Dù sao cho dù là một số tông sư cũng sẽ ra tay, lạc tú giờ đây đã hơi mạnh hơn tông sư rồi những người như phong thiên lôi đã bị tát cho một cái đến chết điều đó đủ thấy đáng sợ như thế nào nhưng lần này lạc tú lại đích thân ra tay điều này chứng tỏ người kia hẳn là không thể không chết e rằng đã thật sự chọc tức vị thiếu niên tông sư này rồi mặc dù đối với thân phận của tôi mà nói như vậy là không thích hợp nhưng nếu ai đó thực sự phạm tội đến lúc đó cần giúp đỡ thì giáo quan lạc cứ nói một tiếng là được rồi lâm hóa long nói Tuy rằng thân phận của ông ta có phần đặc biệt, nhưng dù sao ông ta cũng là cuồng thú lâm hóa long, đại tướng chấn giữ ở đây, nhất định là nhân vật có thực quyền. Nhiều người ở đây đều phải nể mặt ông ta, chuyện trinh thám. Và lại, Lạc Tú vừa mới cứu ông ta nên phải báo đáp ân tình thôi. Được, Lạc Tú không đạo đức giả, nên cũng không từ chối. Sau khi cả hai trò chuyện một lúc, họ nói về sự kiện liên hoa. Hai, người thông thần, Lâm Hóa Long lắc đầu. Thực sự là đáng sợ, trước kia ông ta vẫn còn hơi không phục, bởi vì thường nghe người ta nói ngay cả võ giả siêu phàm cũng chỉ có thể chạy thoát thân khi gặp phải người thông thần. Lâm Hóa Long khinh bỉ điều này. Sau khi tự mình trải nghiệm, Lâm Hóa Long mới cảm thán, đúng là khác nhau một trời một vực. Khi mình chưa tới gần, đối phương đã phát hiện ra, và chỉ cần một cái hất tay là ông ta đã bị thương nặng, thậm chí ông ta còn không có cơ hội để chiến đấu với bên kia. Người ta đồn rằng khi đạt đến cảnh giới đó, có người thực sự có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm. Ngay cả trong thần thoại, rời non lấp bể cũng không chỉ là truyền thuyết. Một khi xuất thủ, quả thật còn đáng sợ hơn một số loại vũ khí nóng. Những nhân vật như vậy đã tiếp cận thần thoại rồi. Cũng may, lần này chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để thuyết phục vị đệ tử lạp bố ương tông kia mời sư phụ thượng sư Kim Cang ra tay. Nếu không, lần này địa bàn tây tạng thực sự nguy hiểm đến cực điểm tôi tới đây để giết lạp bố ương tông lạc tú đột nhiên lạnh lùng nói ngay khi những lời này nói ra lâm hóa long sững sờ một lúc rồi lại nở nụ cười giáo quan lạc cậu thật biết nói đùa ha 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 lâm hóa long đang cười nhưng đột nhiên ngừng cười thậm chí đến cuối cùng sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên rất nghiêm túc bởi vì ông ta thấy rằng lạc tú rất nghiêm túc giáo quan lạc cậu thật sự tới đây để giết hắn sao? Lâm Hóa Long hoàn toàn sững sờ. Bởi vì vấn đề này rất nghiêm trọng, và hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Lạc Tú là ai? Người số một ở Hoa Đông, thiếu niên tông sư, sĩ quan huấn luyện của Học viện Quân sự Kinh Nam. Những thành tựu trong tương lai thật sự là vô hạn. Nhưng Lạc Bố Ương Tông là ai? Người đệ tử duy nhất của Thượng Sư Kim Cang có thể so sánh với Phật sống ở khu vực Tây Tạng. Trong khu vực Tây Tạng, nếu Phật sống không xuất hiện, thì Thượng Sư Kim Cang sẽ là người số một. Lại còn là người thông thần. Ai dám động tới đồ đệ của ông ta chứ? Và người ta đồn rằng ông ta rất coi trọng đồ đệ này nhất, có ý định bồi dưỡng, và thậm chí còn truyền y bát của mình cho đồ đệ này kế thừa. Có thể nói, đệ tử của ông ta nếu dùng thuật ngữ khó nghe thì được gọi là thái tử. Bây giờ Lạc Tú lại muốn giết hắn. Đừng nói Lạc Tú có thực lực hay không, nhưng chỉ cần hắn dám động thủ, thì mọi chuyện nhất định sẽ trở nên hỗn loạn. Bởi vì sư phụ của người ta là người thông thần, nếu dám động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ dám giết anh. Mà tiền đồ của Lạc Tú là vô hạn, sẽ là một tổn thất rất lớn nếu cứ chết như thế này. Điều quan trọng nhất là thời điểm này chắc chắn rất nhạy cảm, sự kiện Liên Hoa sắp bắt đầu rồi. Mọi người cầu xin Lạp Bố Hương Tông mời thượng sư Kim Cang ra tay, nếu không khu vực Tây Tạng sẽ gặp phải thảm họa chưa từng có. Cho nên vào lúc này nếu Lạc Tú ra tay với Lạc Bố Ương Tông, thì dù kết quả thế nào cũng sẽ xúc phạm đến Lạc Bố Ương Tông, nếu người ta không đồng ý mời sư phụ của mình ra tay thì phiền phức sẽ lớn lắm. Rõ ràng, ở thời điểm này, Lạc Bố Ương Tông chắc chắn là nhân vật chủ chốt có thể quyết định sự sống và cái chết của rất nhiều người dân ở khu vực Tây Tạng. Làm thế nào mà Lạc Tú có thể động vào hắn chứ? Giáo quan Lạc, chuyện này có chút phiền phức, Lâm Hóa Long cảm thấy đau đầu ông ta không muốn làm mất lòng cả hai bên nhưng bây giờ lại nảy sinh mâu thuẫn không thể hòa giải không phiền phức tôi chỉ ở đây để giết người thôi lạc tú có vẻ thờ ơ không giáo quan lạc nghe tôi nói chuyện này nhất định không được nhưng lạc tú đã trực tiếp ngắt lời ông ta ông đang cố thuyết phục tôi đừng giết hắn à lạc tú hỏi ngược lại tôi hai giáo quan lạc trước tiên không nói mấy cái khác nếu cậu động thủ với hắn dù cậu có thể thành công hay không, nhưng cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi địa bàn Tây Tạng đâu. Lâm Hóa Long có chút áy náy. Giáo quan lạc, cậu không hiểu vị trí của R là bố ương tông trong lòng Thượng Sư Kim Cang đâu, còn hơn con ruột đấy. Nếu cậu ra tay với hắn thì Thượng Sư Kim Cang nhất định sẽ ra tay với cậu. Thượng Sư Kim Cang là một người thông thần thực sự, tu vi sâu không lường được. Cậu và tôi đều là võ giả, có thể hiểu được, mặc dù trình độ giỏi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ với loại người tu pháp này đâu. Lâm Hóa Long khuyên nhủ, đây là một sự khác biệt cơ bản, nó giống như một người đang luyện tập bắn cung với cung tên và người kia đang cầm súng tiểu liên. Dù bạn có luyện cung tên giỏi đến đâu, bạn cũng không thể là đối thủ của súng tiểu liên hay thậm chí là súng máy. Bởi vì đó là sự khác biệt thực sự. Hơn nữa, địa vị của thượng sư Kim Cang trong khu vực Tây Tạng rất cao, ngay cả khi tôi nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Lâm Hóa Long lại nói: "Không cần phải nói nữa, tôi nói muốn giết hắn thì chính là muốn giết." Lạc Tú không nghe nổi nữa. Không quan trọng tu vi hay địa vị của hắn ra sao, nếu đã chạm vào điểm mấu chốt của Lạc Tú thì chỉ có một chữ. Chương 284: Người thông thần. Sau khi Lạc Tú nói điều này, anh không quan tâm đến Lâm Hóa Long nữa, trực tiếp một mình rời đi. Đầu của Lâm Hóa Long bây giờ to như bị đánh chuyện này bây giờ đã trở nên nghiêm trọng và khó xử lý không lâu sau điện thoại đổ chuông là cuộc gọi của tư thủy giao cảm ơn trời đất thật tốt là anh vẫn còn sống tư thủy giao thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia anh đang ở đâu tôi đến đón tư thủy giao nói lạc tú nói địa chỉ trong vòng nửa giờ tư thủy giao đã đi ô tô đến đỗ đông và phùng hoan đã không còn trên xe cô chạy đến tìm tôi thế này không sợ bản thân nói gì sao lạc tú trêu chọc không nói nữa tư thủy giao lắc đầu nơi này thật ra cách la anh cua rất gần sau khi tôi đến thị trấn ở đó tôi đã cãi nhau với họ tư thủy giao lắc đầu cô ta cảm thấy thật đáng xấu hổ khi bỏ lại lạc tú dù sao thì đêm qua lạc tú cũng không bỏ lại bọn họ vì vậy cuối cùng đã có một cuộc tranh cãi cuối cùng tư thủy giao quyết định đến tìm lạc tú yên tâm đi Đỗ Đông có bạn ở đó, nên họ nhất định sẽ ổn và bình an vô sự. Tư Thủy Giao thở dài, trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt. Đến nơi mới biết, Đỗ Đông đã có chuyện gì đó với mấy người tầm thường ở đằng kia, điều này khiến từ Thủy Giao trong nháy mắt cảm thấy mình đã sai. Lạc Tú không quan tâm lắm, dựa vào xe nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, không khí ở khu Tây Tạng thực ra khá tốt, bầu trời rất xanh và mây cũng rất trắng. Chỉ là anh sắp giết một ai đó. Thị trấn nhỏ này không chỉ rất gần hồ Malankul mà còn rất gần núi Kailas. Từ thị trấn có thể nhìn thấy núi Kailas phủ đầy tuyết trắng. Vừa xuống xe đã gặp nhóm người đỗ đông, bởi vì gần đây nơi này quá đông đúc. Hiển nhiên sự kiện liên hoa không chỉ thu hút rất nhiều du khách mà còn có một số vị cao tăng từ tây tạng lần lượt đến. Vì vậy, đương nhiên sẽ có ít chỗ ở hơn. Đỗ Đông và Tư Thủy Giao vẫn ở cùng một khách sạn. Yo, anh hùng chiến thắng trở về à? chật chật người mà anh đã cứu đâu rồi? Đỗ Đông chế nhạo. Lạc Tú không muốn để ý đến một kẻ ngu ngốc như vậy, Đỗ Đông sắp chết rồi, vậy tại sao lại nói chuyện với một người chết chứ? Ngược lại Tư Thủy Giao có chút không vui, thẳng mặt nói. Đỗ Đông, đừng quá đáng. Lạc Tú, chúng ta đi trước mặt kệ anh ta. Tư Thủy Giao sợ Lạc Tú tức giận, vì vậy cô ta kéo Lạc Tú và rời đi. Đỗ Đông ở phía sau cười khẩy một tiếng. Hừm, giả làm anh hùng, chết tiệt còn tư thủy giao kia nữa, sớm muộn gì tao cũng đưa mày lên giường thôi. Đỗ đông mắng rồi đi theo. Lâm Hóa Long vừa gọi điện cho Tô Bửu Điền vừa gọi người đến đón. Tô Lão Đệ, có chuyện này cần chú giúp đây. Lâm Hóa Long đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, Lâm Đại ca, anh mà cũng có chuyện nhờ tôi giúp sao. Tô Bửu Điền đâm trọt. Tô Bửu Điền nhớ lại chuyện huyết thi vương. Đầu tiên ông ta gọi cho Lâm Hóa Long, nhưng Lâm Hóa Long đã kiếm cớ để không giúp, và sau đó tô bửu điền đã nhờ chị dương đến giúp đỡ tô lão đệ chuyện lần này khá là phức tạp giọng điệu của lâm hóa long rất nghiêm túc ông ta không quan tâm tô bửu điền nghĩ gì mà nói trước tô bửu điền nghe xong không khỏi hít sâu một hơi nghiêm trọng thế sao tô bửu điền cũng ý thức được chuyện về thượng sư kim cang ông ta cũng đã nghe nói đó thực sự gần với một nhân vật thần thoại làm sao có thể dễ dàng trêu chọc được chuyện này thì tôi chỉ có thể giúp anh khuyên nhủ tôi cũng không nắm chắc đâu tô bửu điền thở dài ông ta tiếp xúc với lạc tú lâu như vậy cũng biết một chút tính tình của lạc tú giết là giết không có chỗ để thương lượng sau đó tô bửu điền vội vàng gọi điện cho lạc tú đương nhiên là lo lắng cho an nguy của lạc tú nhiều hơn suy cho cùng thì đó chính là thượng sư kim cang nếu gặp phải người như vậy lạc tú thực sự không có lối thoát nhưng khi lạc tú thấy đó là số điện thoại của tô bửu điền anh đã đoán được là có chuyện gì vì vậy anh trực tiếp cúp máy luôn tô bửu điền cười khổ toàn bộ hoa hạ không có mấy người dám cúp điện thoại của ông ta dám cúp điện thoại của ông ta nhưng ông ta cũng không dám tức giận nhưng thật không may lạc tú là một trong số ít đó lạc tú không bận tâm lúc này tư thủy giao gõ cửa và bảo lạc tú xuống lầu ăn cơm khi đến tiền sảnh ở tầng dưới thì rồng rắn lẫn lộn, người ở khắp nơi. Và nhiều người có lai lịch lớn, nhưng điều họ quan tâm nhất vẫn là bàn về sự kiện liên hoa này. Dù sao thì đây là sự kiện quan trọng, nếu không làm tốt, khiến người thông thần nước ngoài đến đây, nhiều người sợ rằng sẽ gặp xui xẻo. Người ta trực tiếp hạ chiến thư với danh nghĩa thách thức toàn bộ khu vực Tây Tạng, làm sao họ có thể không chấp nhận được chứ? Người thông thần kia nghe nói là một cao tăng khổ tu, lai lịch rất lớn, đã sớm nổi tiếng ở nước ngoài. Có người biết một chút chuyện, nghe nói vị thông thần kia đã từng tắm mình trong những suối nước đá phủ đầy tuyết trắng, trải qua nhiều năm khổ tu trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trên đỉnh Everest, đã sớm có bản lĩnh thông thiên. Điều này nghe có vẻ hơi khủng khiếp. Everest thu hút rất nhiều người đến chinh phục hàng năm, nhưng rất có thể bạn cũng sẽ bị Everest chinh phục đấy. Điều nguy hiểm nhất của đỉnh Everest không phải là thiếu dưỡng khí, không phải là núi dốc mà là bạn sẽ chết phóng ở đó. Nếu bạn lên đỉnh Everest mà không kịp xuống núi, khi nhiệt độ xuống thấp, bạn chỉ có thể ở đó mãi mãi. Bất cứ ai đã từng leo lên đỉnh Everest đều biết rằng có rất nhiều xác chết trên đường đi. Đó là bằng chứng tốt nhất. Nhưng nếu ai đó quanh năm thiền định và tu luyện trong môi trường như vậy thì có thể thấy rằng điều đó thật đáng sợ, nó đã phá bỏ giới hạn của cơ thể con người, thậm chí còn chống lại môi trường tự nhiên chương 285, kẻ hèn mọn mà thôi, đỗ đông. Sắc mặt tư thủy giao đột nhiên thay đổi. Nói câu này ở đây chẳng khác nào đưa lạc tú vào lửa nóng. Quả nhiên, khuôn mặt của vị tu pháp ở Thanh Hải kia đột nhiên thay đổi. Ông ta trực tiếp bước tới nhìn những người này, khí thế rất kinh người, dưới ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, khiến tử thủy giao đổ mồ hôi. Ai muốn gây phiền phức với đại sư lạp bố ương tông? Người tu pháp từ Thanh Hải khịt mũi lạnh lùng. Anh ta, là anh ta, là anh ta nói. Đỗ Đông lúc này cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Thiếu niên, cậu đã từng nói điều này sao? Người tu pháp từ Thanh Hải bình tĩnh hỏi. Liên quan gì tới ông không? Lạc Tú không quan tâm, vẫn ăn uống tự nhiên như cũ. Hừm, có liên quan gì đến tôi sao? Người tu pháp từ Thanh Hải chế nhạo. Sự kiện liên hoa này có liên quan đến toàn bộ khu vực Tây Tạng, thậm chí có thể nói nó liên quan đến toàn bộ hoa hạ của tôi từ khi có trận chiến giữa các vị thông thần cách đây trăm năm đã nhiều năm trôi qua tại sao không có người thông thần đến khiêu khích hoa hạ bây giờ có người khiêu khích lần này tất cả đều phụ thuộc vào đại sư lạp bố ương tông và thượng sư kim cang vì vậy không ai được phép bất kính với đại sư lạp bố ương tông người tu pháp từ thanh hải nói rất chính nghĩa nhưng lạc tú lắc đầu đây là đại quốc hoa hạ núi sông vạn dặm tại sao phải dựa vào một người từ xưa đến nay hoa hạ luôn xuất hiện nhân kiệt cho dù thượng sư kim cang không ra tay cũng sẽ có người ra tay tôi không thích mấy lời ông nói lạc tú nói ồ thiếu niên cậu thật không biết trời cao đất dày cậu có biết rằng lần này một kẻ thù mạnh mẽ đang tấn công đó là một vị thông thần được xưng là người mạnh nhất trong vòng trăm năm với sức mạnh vô song và thủ đoạn bất khả chiến bại tìm kiếm khắp nơi trên thế giới ngoại trừ thượng sư kim cang ai có thể đương đầu nổi Người tu Pháp ở Thanh Hải thực ra chẳng là gì trong toàn bộ giới tu Pháp, nhưng đã kết bạn nhiều và biết rất nhiều bí mật. Chuyên BX Bây giờ có kẻ thù hùng mạnh đang tấn công, thật ra đã có người đi khắp mọi miền đất nước để tìm người có thể chống địch. Tiếc là đã tìm vạn dặm sông núi, nhưng cũng chỉ có thể nản lòng quay trở lại khu vực Tây Tạng, mời Thượng Sư Kim Cang ra tay. Đó là bởi vì kiến thức của ông còn nông cạn, dãy núi Côn Lôn từ xa xưa đã trở nên bí ẩn và khó đoán nó được mệnh danh là vùng đất của tất cả các vị thần, làm sao không ai có thể chống địch được chứ? Trên đỉnh núi võ đang, người ta đồn rằng có võ tiên sư tỏa chấn, sao có thể không có cao thủ chứ? Còn có đỉnh Thái Sơn, nơi đó bí ẩn khó lường, có cao nhân chưa từng xuất thế. Lạc Tú nói đúng, ngàn dặm núi sông, làm sao có thể thực sự không có cao thủ chứ? Hương, những gì cậu nói chẳng qua chỉ là suy đoán. Nếu có những người như vậy tại sao họ không tới động thủ? Người tu Pháp Thanh Hải khinh thường nói. Chỉ là một người thông thần hèn mọn thôi, không thể kinh động đến họ được. Nếu thật sự dám đến tác oai tác quái, ông xem xem có ai không dám đến không. Và ngoài những người đó, ở hoa hạ ngàn vạn non sông này, các người thực sự cho rằng không có người thông thần sao? Ồ, vậy thì đừng đứng nói chuyện chống không nữa, tìm một người cho tôi xem được không? Có người mỉa mai nói. Hơn nữa, cậu lại dám dùng từ hèn mọn để miêu tả người thông thần sao người tu pháp thanh hải lãnh đạm nói chẳng lẽ sai sao không phải hèn mọn sao cậu đúng là nói khoác không biết ngượng người tu pháp thanh hải phẫn nộ cậu có biết những người như vậy có thể rời non lấp bể đã vượt quá phạm vi sức mạnh của con người không gọi bọn họ là tiên nhân cũng không ngoa đâu mấy con kiến hèn mọn mà cũng dám xưng là tiên sao cậu được rồi nếu cậu đã chướng mắt người thông thần khi người thông thần đến sự kiện liên hoa này cậu động thủ thử xem người nào đó châm chọc nói dám coi thường người thông thần cậu tưởng cậu là ai chứ nếu như hắn thật sự dám gây chuyện tôi sẽ ra tay không cần đến thượng sư kim cang gì cả lạc tú khinh thường nói cậu cậu dám sao ông chú ơi tôi xin lỗi anh ấy không hiểu chuyện tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ông chỗ này của anh ấy có vấn đề Tư Thủy Giao nhìn thấy Lạc Tú gây ra sự tức giận của nhiều người, vừa kéo Lạc Tú đi vừa chỉ vào đầu mình. Đột nhiên trong lòng một nhóm người cảm thấy cân bằng hơn. Sao cô không nói sớm, nếu biết cậu ta là kẻ ngốc, tôi tranh cãi với cậu ta làm gì chứ? Người tu Pháp đến từ Thanh Hải biết rằng mình đã gặp xui xẻo. Sau đó nhìn Đỗ Đông, đột nhiên tát một cái vào mặt Đỗ Đông. Đỗ Đông còn đang giễu cợt, muốn nhìn Lạc Tú bị xấu mặt, nhưng lại nhận được cái tát vào mặt này tại sao ông đánh tôi đỗ đông xứng sờ trước cái tát bất ngờ anh ta vừa mở miệng vừa che mặt rõ ràng là anh ta nói tôi không nói gì mà chát lại một cái tát nữa cậu ta là một kẻ ngốc cậu cũng vậy đang yên đang lành cậu lại để tôi tranh cãi nửa ngày với kẻ ngốc cậu coi tôi là khỉ sao người tu pháp thanh hải tức giận ngồi lại chỗ cũ thật là xui xẻo nghĩ lại lời nói của thiếu niên kia chẳng phải chỉ là lời nói của một kẻ ngu ngốc sao lại còn hèn mọn. Làm sao một người có đầu óc hơi bình thường lại có thể nói được như vậy chứ? Vẫn coi thường người thông thần ư. Mà Lạc Tú đã được Tư Thủy Giao kéo trở về phòng. Anh giỏi khoác lác qua ha. Tư Thủy Giao lắc đầu. Khoác loác có chừng mực chứ. Ngay cả tiên mà anh cũng coi thường. Tư Thủy Giao thở dài. Nói đúng ra, tôi thật sự chướng mắt khinh thường. Lạc Tú là tiên tôn, là trí tôn trong tin. Anh thật sự có tư cách khinh thường tiên bình thường. Hai, Lạc Tú, thực ra anh cái gì cũng tốt, nhưng cái tật mạnh miệng của anh không bỏ được. Hai. Tư Thủy giao thở dài. Để tôi nói cho anh nghe, thật ra trước đó tôi thấy anh không tồi, làm việc bình tĩnh, nói thật với anh, tôi là một tiểu hoa đán đất cảng, có lẽ anh chưa nghe nói đến, nhưng nó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi rất muốn anh đến khu vực đất cảng cùng tôi. Tôi sẽ cho anh 5 vạn mỗi tháng và anh sẽ làm trợ lý của tôi. Anh có nghĩ đây là cơ hội cho mình không? Tư Thủy Giao nói một cách đầy tự hào. Audio điện tử võ tấn bền. chương 286, vạn người quỳ bái. Tư Thủy Giao thở hồn hển bỏ đi, trong mắt cô ta, Lạc Tú đúng là đang khoác lác kiêu ngạo. Không nói tới Thượng Sư Kim Cang, ngay cả Đại Sư Lạc Bố Ương Tông cũng nhất định không phải thứ mà người thường có thể bình luận bình phẩm, huống chi là gây phiền toái với hắn. Ngay cả một nhận xét thiếu tôn trọng với một nhân vật như vậy có thể dẫn đến tội chết, sau khi tư thủy giao rời đi cuộc gọi của tô bửu điền lại đến nhưng lần này lạc tú không cúp máy cậu lạc cậu nghe tôi nói tôi không quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào trong khu vực tây tạng nhưng tôi đã đọc thông tin của đại sư lạc bố ương tông hắn cũng không phải người dễ trêu chọc đâu tô bửu điền nhắc nhở ông ta thực sự lo lắng cho lạc tú xét cho cùng theo như tài liệu lạc bố ương tông có địa vị cao trong khu vực tây tạng và các mối quan hệ của hắn đã lan rộng khắp khu vực tây tạng điều quan trọng nhất hắn là một người nhập đạo. Không sao, hắn phải chết. Lạc Tú rất vững vàng, cho dù bên kia có lai lịch ra sao, anh cũng sẽ giết hắn. Được rồi, vậy thì cẩn thận. Dù sao cũng là chuyện ngoài tầm với của tôi, chuyện này tôi không thể giúp cậu được. Tô Bửu Điền thở dài. Bất kể Lạc Tú có thể giết Lạc Bố Ương Tông hay không, vấn đề này vẫn là một rắc rối lớn. Bởi vì ngay cả khi Lạc Tú có thể thành công, anh vẫn có thể quay trở về sao? bên kia có một sư phụ thông thần đang hậu thuẫn một khi nổi giận cả vùng tây tạng cũng sẽ phải run sợ cúp điện thoại lạc tú tự mình ra ngoài đi dạo hồ ma lang cua cách hồ thánh manasarova không xa gần như có thể nói là nằm cạnh nhau nhưng hai hồ rất khác nhau hồ thánh manasarova được ví như viên ngọc bích trên cao nguyên cá lớn bơi trong hồ chim nước bay lượn bò nhắc khắp nơi đến đây uống nước có cỏ xanh xung quanh trông tràn đầy sức sống nhưng hồ ma lang cua lại có không khí trầm lặng hồ nước đen kịt không nói có cá trong hồ ngay cả cỏ ở xung quanh cũng không có có thể nói đó là một hồ nước chết hai hồ cách nhau không xa một bên là cảnh sắc tươi đẹp một bên là mây đen đậm đặc tựa như vùng đất cấm người bình thường có thể chỉ xem đây là hiện tượng tự nhiên nhưng lạc tú đã nhìn ra sự bí ẩn ẩn chứa ở đây bao hàm trí lý âm dương của trời đất núi thiêng kailas đứng cách đó không xa như thể đang chấn áp điều gì đó. Sự kiện liên hoa sẽ được tổ chức ở đây, nếu có một trận chiến xảy ra, e rằng cũng sẽ ở trên hồ. Trở lại thị trấn, đã có hàng vạn người tụ tập ở đây, tất cả đều đến tham gia sự kiện liên hoa này. Hiển nhiên, trận chiến đầu tiên vào ngày mai sẽ thu hút nhiều sự chú ý, thậm chí còn có tin đồn rằng hầu như tất cả các cao tăng trong khu vực Tây Tạng đều đã đến. Bọn họ đến để trợ uy cho Thượng Sư Kim Cang, nhưng điều đáng lo ngại là đến giờ dường như vẫn chưa có tin tức gì của Thượng Sư Kim Cang, khiến mọi người có chút lo lắng. Vào ngày hôm sau, bên cạnh Hồ Lang Cua đã có một biển người ở đây, mọi người đang chờ đợi điều gì đó, tất cả các đại cao tăng trong khu vực Tây Tạng cũng đến đây yên lặng chờ đợi. Lạc Tú đứng trong đám đông, và Tư Thủy Giao đương nhiên cũng đến, nhưng sau khi nhìn thấy Lạc Tú, cô ta mỉm cười ngượng ngùng, sau đó đứng ở một bên khác rõ ràng cô ta vẫn còn tức giận về những gì đã xảy ra ngày hôm qua còn đỗ đông và phùng hoan cũng nhìn thấy lạc tú nhưng chỉ nở nụ cười khinh thường tìm kiếm rắc rối với đại sư lạc bố ương tông ư đúng là ăn gan hùm mật gấu tuy nhiên đỗ đông và phùng hoan không nghĩ rằng lạc tú thực sự dám làm điều này dọc đường đi họ đều chướng mắt lạc tú nếu có cơ hội họ sẽ không ngại khiến cho lạc tú ở lại tây tạng mãi mãi trong mắt họ lạc tú cũng chỉ là một người bình thường mạnh miệng mà thôi mặt khác tư thủy giao do dự một lúc rồi lại đi về phía lạc tú anh suy nghĩ thế nào rồi suy nghĩ cái gì lạc tú có chút kinh ngạc đương nhiên chuyện hôm qua tôi bảo anh làm trợ lý cho tôi năm vạn một tháng không phải ai cũng có cơ hội nhưng tiền đề là anh cần phải thay đổi tính xấu mạnh miệng kia tư thủy giao nhìn lạc tú nói ha ha năm vạn là rất nhiều lạc tú cười mà không giải thích đây có thể là cơ hội của người khác, nhưng đối với anh thì lại là một trò đùa. Ngay cả khi Tư Thủy Giao là một nữ diễn viên nổi tiếng, thì cả đời này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Lạc Tú đã có giá trị hàng chục tỷ rồi. Nếu anh thấy nhiều thì hãy xem xét đề nghị của tôi. Ngay khi lời nói của Tư Thủy Giao thoát ra, phía trước đã có một trận náo động. Ngay lập tức, âm thanh của chuyển kinh luân vang lên. Sau đó, một đám lạt ma nâng một cái kiệu đến đại sư lạp bố ương tông đến. Đúng là đại sư, không ngờ có thể nhìn thấy hắn. Lập tức cả đám đông sôi trào. Một người đàn ông ngồi trên cố kiệu, một thân áo cà sa, tay trái cầm chuỗi tràng hạt, tay phải cầm chuyển kinh luân, vẻ mặt rất nhân từ, trông khá giống thần thánh. Nhiều người khuỵu gối xuống ngay lập tức. Tư thủy giao ở một bên đương nhiên cũng quỳ xuống, kéo lạc tú theo. Người ta đồn rằng nếu được đại sư lạp bố ương tông ban phước và rửa tội, sẽ được hào quang của Phật hộ thể, sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mau hành hương với tôi đi. Tư Thủy giao quỳ trên mặt đất mở miệng nói, nhưng lạc tú lại thở ơ. Lần lượt nhiều người cũng quỳ xuống. Đây là hành hương, một loại hình tôn kính đối với đại sư lạc bố hương tông. Hàng chục nghìn người cuối cùng đã quỳ xuống, cảnh tượng trông rất hùng tráng. Thấy chưa, địa vị của đại sư lạc bố hương tông cao như vậy trước đó anh còn mạnh miệng nói muốn tìm hắn gây phiền phức, đúng là khoác lác. Tư thủy giao lại kéo lạc tú nói. Nhưng lạc tú đã hất tay tư thủy giao ra và xài bước đi tới. Động tác này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, trong mắt của không ít người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt tư thủy giao cũng đột một thay đổi. Chẳng lẽ lạc tú thật sự muốn gây chuyện sao? To gan, đang đợi hành hương, mày không hành hương mà lại dám xông tới chỗ đại sư lạc bố hương tông hả? Có người mắng. Tuy nhiên, Lạc Tú không thèm để ý, bây giờ mọi người đều đang quỳ và cúi đầu, hắn lại đi xuyên qua đám đông, điều này đương nhiên có vẻ khác thường. Thiếu niên, cậu muốn làm gì? Đại sư Lạp Bố Ương Tông uy nghiêm như trời, sao cậu dám xúc phạm hả? Người khác nói. Tuy nhiên, Lạc Tú đã đi thẳng đến trước mặt Lạp Bố Ương Tông, về sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Chương 287, con hổ giấy lạp bố ương tông trong khu vực tây tạng là ai chứ ngoài hai đại sư kia ra hắn chính là đệ tử duy nhất của thượng sư kim cang giờ phút này lời của lạc tú nói ra hậu quả có thể tưởng tượng được trực tiếp gây phẫn nộ cho nhiều người to gan mày là ai mà dám khinh nhờn đại sư lạp bố ương tông thiếu niên còn không mau xin lỗi đi chờ đã lạp bố ương tông đột nhiên đưa tay ra và ngắt lời những người đang nói thiếu niên cậu nói như vậy là có ý gì cậu muốn làm gì lạp bố ương tông cười khẩy đây là lần đầu tiên có người kiêu ngạo trước mặt hắn làm gì hả không có gì khác chỉ là muốn giết ông thôi ngay khi những lời đó thốt ra toàn trường im lặng trong giây lát giết ông ngay cả lạp bố ương tông cũng sướng sờ trong giây lát giết hắn người tu pháp ở thanh hải đột nhiên nhớ tới lời nói của lạc tú ngày hôm qua và kinh ngạc nhìn lạc tú người trẻ tuổi này thực sự đến để gây rắc rối với đại sư lạc bố ương tông. Tư thủy giao ngơ ngác nhìn lạc tú, lúc này cô ta không dám đi lên kéo lạc tú xuống. Vì người đó là ai chứ? Lạc bố ương tông đấy. Đây có lẽ là người đầu tiên dám nói như thế này trước mặt lạc bố ương tông, đúng không? Hàng chục lạt ma phía sau đột nhiên lộ ra vẻ mặt ảm đạm. Thiếu niên, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Lạc bố ương tông lạnh lùng hỏi. Cậu có biết, cậu đang nói chuyện với ai? Bỏ qua chuyện còn lại, bản thân hắn cũng là một người nhập đạo. Ngay cả những tông sư bình thường khi nhìn thấy hắn cũng cần phải cúi đầu ba phần, huống chi là những người bình thường. Giờ phút này một thanh niên như vậy thế mà lại dám nói giết hắn? Không nói tới cậu, cho dù có mười mấy trăm người như cậu cũng không phải là đối thủ của tôi, cậu dám ngông cuồng nói giết tôi ở trước mặt tôi sao? Lạp bố ương tông trực tiếp đứng lên khỏi cố kiệu. Sắc mặt hắn vô cùng u ám, toàn thân có vẻ không giận tự uy. Hơn nữa, chuyển kinh luân trong tay hắn đang quay rất nhanh, hồ lang cua bên cạnh lúc này không có gió lại có sóng. Thiếu niên, cậu thật không biết sống chết, còn không mau xin lỗi đi. Chỉ cần cậu thành tâm xin lỗi, đại sư đại từ đại bi nhất định sẽ không so đo với cậu đâu." Người tu pháp ở thanh hải đứng ra nói. Ông ta thực sự coi Lạc Tú là một kẻ ngốc, nhưng ông ta cũng không muốn Lạc Tú mất mạng ở đây coi như là ra mặt thay Lạc Tú. Nếu không thì khi người ta thực sự rất tức giận, đừng nói là Lạc Tú, ngay cả một người tu pháp như ông ta cũng không ngăn được cơn giận của người ta, e rằng sẽ bị người ta tát cho chết. Đúng vật, cậu mau xin lỗi đi, đại sư Lạp Bố Ương tông sẽ tha thứ cho sự thô lỗ của cậu. Một người khác lên tiếng khuyên ngăn. Nếu như cậu thành tâm xin lỗi, tôi sẽ không so đo với cậu. Lạp Bố Ương tông bị mọi người nói ra lời này, có muốn làm gì cũng không được nếu không phải hôm nay có nhiều người, không thể bộc lộ ra mặt tàn nhẫn của mình, thì lúc nãy hắn đã tát cho Lạc Tú chết rồi. Làm sao có người dám xúc phạm đến uy phong của hắn chứ? Hơn nữa, trước mặt rất nhiều người lại khiến hắn sượng mặt. Đáng tiếc, cho dù ông có quỷ xuống xin lỗi tôi, tôi cũng sẽ không buông tha cho ông. Lạc Tú cười khẩy. Ngay khi những lời này nói ra, trái tim mọi người đều hững một nhịp, lập tức biết mọi chuyện xong đời rồi sắc mặt tư thủy giao cũng thay đổi hoàn toàn xong đời rồi lời này đã nói ra hôm nay ông trời có tới cũng không cứu được lạc tú một người như đại sư lạp bố ương tông là một người đắc đạo với pháp lực thần kỳ nghe nói pháp lực của hắn sâu không lường được hắn đã từng kéo chín con bò được bằng một tay tự tìm cái chết luôn miệng nói giết tôi cậu tưởng tôi là người chăn cừu sao tôi đã tu pháp trong nhiều năm tôi đã hoàn toàn nhận ra công đức và đức hạnh của mình đừng nói là cậu Mấy yêu nghiệt bình thường cũng không dám nói mấy lời này trước mặt tôi đâu. Lạc bố ương tông hét lên giận dữ. Và vào lúc này, lạc bố ương tông bay vút lên, xoay chuyển Kinh Luân trong tay và đánh về phía Lạc Tú. Điều này khiến tất cả mọi người đột nhiên hét lên kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tú cười khẩy một tiếng và đập một tay trực tiếp vào Kinh Luân. Con, một âm thanh vang lên. Hả? Lạc Tú hơi kinh ngạc, Kinh Luân này lại là một pháp khí phải biết rằng, anh có thể tát tông sư một cái là chết, nhưng khi anh tát vào kinh luân này, thì kinh luân không bị vỡ. Lạp bố ương tông cũng ngây ngẩn cả người, hoặc nói tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Người thanh niên này chẳng lẽ thực sự có bản lĩnh sao? Thế mà lại có thể chịu được một kích của lạp bố ương tông? Chắc là đại sư tử bi, vừa rồi chỉ dọa hắn một chút, không thật sự ra tay, nếu không thì sao hắn có thể sống sót chứ? Có người lắc đầu, bằng không, với tu vi thâm hậu của đại sư, ai có thể địch nổi. Địa vị của đại sư trong lòng họ rất cao, đương nhiên không muốn nghĩ xấu cho đại sư. Ha ha, hóa ra là cao thủ võ đạo nội kinh, chẳng trách còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi. Lạp bố ương tông hạ kinh luân xuống, phát hiện lạc tú chỉ dùng sức lực thân thể mà chặn hắn, điều này đương nhiên sinh ra hiểu lầm. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ đâu, lạp bố ương tông lúc này đã dốc hết toàn lực, kinh luận trong tay xoay nhanh như gió, rồi trực tiếp rời khỏi tay hắn. Hắn muốn giết Lạc Tú bằng một đòn, nếu không sẽ có người nhảy ra nói hắn nhân từ, lúc đó hắn sẽ không thể giết người. Đã xúc phạm hắn và khiến mất mặt trước mặt mọi người, làm sao có thể không giết được. Hơn nữa, hắn là một người nhập đạo, một tên võ đạo nội kinh lại càng không lọt vào mắt hắn. Nhưng Lạc Tú lại tùy tiện giơ tay ra, ngay lập tức nắm lấy kinh luân trong tay. Điều này khiến Lạc Bố Hương Tông sững sờ trong một giây nhưng sau đó lạp bố hương tông lại cười khẩy đúng là đã xem thường cậu rồi nhưng cậu nghĩ rằng kinh luân của tôi dễ bắt như vậy sao đột nhiên kinh luân bùng lên một ánh sáng lộng lẫy và ngay lập tức kinh luân đột nhiên trở nên lớn hơn giống như một cái thất lớn thoát ra khỏi lòng bàn tay của lạc tú rồi xoay tròn trong khoảng không cảnh tượng này bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng bản lĩnh thần thông đây là thần thông cao cường không ngờ rằng đại sư lạp bố ương tông lại có thể thi triển thần thông vào lúc này nhiều người thậm chí còn tôn sùng đại sư lạp bố ương tông hơn tôi nóng lòng muốn ném mình xuống đất và cúi đầu trước anh ấy nóng lòng muốn quỳ lạy sát đất chỉ có người tu pháp từ thanh hải lắc đầu đây hình như không phải là đại sư lạp bố ương tông thi triển thần thông đây phải là sức mạnh của chính pháp khí kinh luân có kích thước bằng cái thất lớn trực tiếp cuộn lên một cột nước giống như một con rồng đang hút nước mênh mông và ngoạn mục một cách lạ thường ngay lập tức bị pháp khí kéo ra lao về phía lạc tú con rồng nước khổng lồ trông thật đáng sợ khiến nhiều người phải thốt lên chỉ là võ đạo nội kinh hèn mọn mà cũng dám khoác lác trước mặt tôi để tôi siêu độ cho cậu đại sư lạc bố hương tông gầm lên dữ dội con rồng nước đến ngay lập tức nhưng lạc tú có vẻ rất thản nhiên vẫn giơ tay vỗ mạng vào nó Tuy rằng kinh luân này là pháp khí, nhưng lạc tú thật sự không quan tâm đến nó, uy lực quá thấp, miễn cưỡng lắm mới tính là pháp khí. Lần này lạc tú tăng sức mạnh và đập vào kinh luân. Âm thanh vô cùng chói tai, nước trên mặt hồ chấn động như muốn nổ tung. chương 288, mày dám giết tao lúc này, tất cả mọi người đều có chút sướng sờ. Lạc bố ương tông giữ một vị trí cao cả trong lòng họ, pháp lực vô biên, sao có thể thua được chứ, sao lại chật vật thế này? Mày phá hủy kinh luân của tao, phế pháp lực của tao, mày sẽ rơi vào địa ngục mãi mãi vì tội lỗi của mày. Đại sư hả, Lạc Tú vung tay một lần nữa. Được ngàn người tôn thờ hả, Lạc Tú lại tát vào mặt hắn. Bây giờ Lạc Tú không chỉ đánh vào mặt của Lạc Bố Ương Tông, mà còn đánh vào mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây. Người mà họ tôn sùng lại bị Lạc Tú đánh như cháu trai. Điều này gây ra sự xấu hổ trên khuôn mặt của mọi người tao xem hôm nay mày sống sót ra khỏi khu vực Tây Tạng như thế nào. Mặc dù bị lạc tú đánh gãy răng, lạc bố ương tông vẫn nói một cách tàn nhẫn. Mày lo cho bản thân mày đi, lạc tú chế nhạo, nắm lấy cánh tay của lạc bố ương tông và siết chặt. À, một tiếng hét vang lên, làm cho sắc mặt của nhiều người tái nhợt. Mày muốn chết sao, các người còn thất thần làm gì đấy? Lạc bố ương tông nghiến răng nghiến lợi. Cùng nhau tiến lên giết hắn, Tao không tin hắn lại dám giết nhiều người như vậy giữa thanh thiên bạch nhật." Lạc Bố Ương Tông nhắc nhở. Ngay khi những lời này thoát ra, rất nhiều người đều bừng tỉnh lại, bọn họ vừa mới bị Lạc Tú làm cho kinh ngạc, hiện tại lại bị Lạc Bố Ương Tông nhắc nhở, hàng trăm người lập tức nhảy ra. Những người này là những người sùng bái hắn. "Đại sư nói đúng, một mình hắn làm sao dám tấn công nhiều người như vậy? Chỉ cần chúng ta cùng nhau ra tay, tôi không tin hắn dám giết tất cả chúng ta." đúng bảo vệ đại sư đây là sự thật không ai dám giết hàng trăm người trước hàng vạn người đánh không lại thì sao chẳng lẽ lạc tú dám giết mấy trăm người ư hừm tại tây tạng tao có uy thế rất cao địa vị được tôn sùng nhiều người như vậy mày dám giết bọn họ sao đừng lo lắng cho dù tao có bảo bọn họ chết bọn họ cũng sẽ làm theo thôi đến địa bàn của tao mày lấy cái gì đấu với tao còn cuồng vọng muốn giết tao ư Lạc bố ương tông cười khẩy. Hàng trăm người nhanh chóng vây quanh lạc bố ương tông, chặn trước mặt lạc tú, tạo thành một bức tường người dày đặc để bảo vệ hắn. Ha ha, vậy sao, lạc tú cũng chế nhạo. Vậy sao ư, vậy bây giờ mày tới giết tao xem. Lạc bố ương tông giờ phút này được mọi người che chở, vô cùng kiêu ngạo. Động thủ đi, lạc bố ương tông giận dữ gầm lên. Nhưng trên khóe miệng lạc tú hiện lên một tia diễu cợt. Hàng trăm người thực sự di chuyển nhưng mới vừa đi được một bước bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn dừng lại cho tôi giọng nói này từ xa truyền đến đây là ân oán cá nhân các người tham dự vào làm gì còn không mau lui ra cho tôi giọng nói đột một vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ trời ơi là đại sư đan ba đại sư đan ba tới rồi nhìn thấy một người đang đi ở đằng xa tới thân hình cao lớn với làn da ngăm đen và một màu đỏ của cao nguyên độc nhất trên khuôn mặt nếu nói chính xác thì ngoài phật sống và thượng sư kim cang người số một ở tây tạng dưới hai đấng kia đó chính là đại sư đan ba lạp bố ương tông chỉ rất có uy tín vì có quan hệ với thượng sư kim cang nhưng so với đại sư đan ba thì hắn vẫn kém hơn một chút vấn đề này đã được mọi người ở vùng tây tạng công nhận nên ai cũng hiểu ngay lập tức hàng trăm người rút lui dù sao thì đại sư đan ba cũng là bán bộ thông thần có mối quan hệ tốt với phật sống thậm chí còn có tin đồn rằng ông ta có thể trở thành phật sống tiếp theo hàng trăm người ngay lập tức chạy lại phía lạp bố ương tông một lần nữa ha ha ở tây tạng ông không phải là người duy nhất có uy thế cao lạc tú tiến lên trực tiếp đá một cước vào lạp bố ương tông đan ba ông thực sự muốn tham gia vào sao lạp bố ương tông nặng nề ngã xuống đất hắn giận dữ hét lên và nhìn đan ba một cách hung dữ, hắn không ngờ rằng đan ba thực sự sẽ tham gia vào. Đây là ân oán cá nhân, không ai được phép xen vào. Đan ba hét lớn. Ông ta cũng không trả lời lạp bố ương tông mà nói với lạp bố ương tông bằng những hành động thiết thực. Được rồi, tốt lắm, tao không tin mày thật sự dám giết tao, mày có biết hậu quả của việc giết tao không? Lạp bố ương tông chế nhạo. Hắn vẫn còn chống lưng, hoàn toàn không sợ hãi gì cả chỉ cần tao không chết, như vậy người chết chắc chắn là mày. Lạc bố ương tông lại uy hiếp. Mày sẽ chết, lạc tú giơ tay đập xuống lần nữa, trực tiếp đập vào vai phải của lạc bố ương tông. Đau đớn khiến lạc bố ương tông rơi cả nước mắt. Nhưng khi lạc tú định phế bỏ vai phải của lạc bố ương tông, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Giáo quan lạc, mong thủ hạ lưu tình, những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, lại sững sờ lâm hóa long đến giáo quan lạc xin hãy lấy đại cục làm trọng mặc dù lâm hóa long rất ngạc nhiên khi lạc bố ương tông bị lạc tú đánh bại nhưng ông ta không có thời gian để ý đến những chi tiết đó vào lúc này ông muốn ngăn cản tôi lạc tú lạnh lùng hỏi giáo quan lạc đây không phải là ý định ban đầu của tôi nhưng tình hình chung buộc tôi phải nói lâm hóa long thực sự rất xấu hổ về vấn đề này dù sao thì lạc tú đã cứu ông ta tuy nhiên vấn đề này liên quan đến toàn bộ khu vực Tây Tạng, và các vấn đề liên quan không hề đơn giản. Giáo quan lạc, bây giờ có kẻ thù mạnh đang tấn công, nếu đại sư lạp bố ương tông chết, ai sẽ mời thượng sư Kim Cang đây? Lâm Hóa Long bất lực nói. Ha ha, bây giờ mày đã biết hậu quả rồi chứ? Lạp bố ương tông lạnh lùng nhìn lạc tú, vẻ mặt đầy diễu cợt. Nếu không có tao, các người còn có ai mặt mũi lớn như vậy mời sư phụ tao ra tay chứ? chương 289, gặp người thông thần mọi người đều nhìn Lạc Tú, chờ Lạc Tú quyết định. Người mà tôi muốn giết, cho dù thiên vương có tới đây cũng không cứu được. Lạc Tú không hề quan tâm. Hừm, nếu hôm nay mày giết tao, mày sẽ là tội nhân. Chính mày là người đã làm hại toàn bộ Tây Tạng. Bởi vì mày gián tiếp gây ra chuyện trên địa bàn Tây Tạng, Hoa Hạ sẽ thua trong cuộc luận võ này. Lạc Bố Ương Tông uy hiếp. Giáo quan Lạc, xin hãy dừng lại. Đại sư Lạc Bố Ương Tông nói đúng, nếu cậu làm điều này, cậu sẽ là một tội nhân." Một người nào đó đứng lên và nói, "Giáo quan Lạc, cậu đang mạo hiểm chống lại cả thiên hạ đấy." "Giáo quan Lạc, một kẻ thù mạnh đang tấn công, chúng ta nên đoàn kết lại, không nên để xảy ra xung đột nội bộ bây giờ." Nhiều người bắt đầu thuyết phục. "Thật vậy, nếu Lạc Tú làm điều này, anh sẽ là một tội nhân ở khu vực Tây Tạng này. Bởi vì sự kiện Liên Hoa là một sự kiện lớn, là đại cục thật sự. Không có ân oán cá nhân nào có thể so sánh với sự kiện trọng đại như vậy, làm sao một quốc gia lớn lại có thể bị bọn đạo trích coi thường chứ? Ha ha ha, Lạc Tú đột nhiên tức giận cười to. Hắn đi mời sư phụ không phải là chuyện nên làm sao? Không phải là bổn phận và trách nhiệm của người được gọi là Thượng Sư Kim Cang sao? Lạc Tú chế nhạo. Nếu tôi giết hắn, sư phụ của hắn sẽ không tới ư. Các người nói cho tôi biết, đây là đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ làm chuyện này là để lấy đại cục làm trọng? Lạc Tú cười khinh thường. "Và tôi sẽ lặp lại một lần nữa, nếu có một cuộc tấn công từ những nơi khác, không cần sư phụ của hắn, Lạc Mỗ tôi cũng có thể tự giải quyết." Lạc Tú khinh thường nói. "Chỉ là một người thông thần hèn mọn thôi, làm gì phải lo sợ bất an như thế chứ?" Nhưng ngay khi lời nói của Lạc Tú phát ra, nhiều người lập tức tỏ ra chế giễu tất cả những lời tốt đẹp đều đã được nói ra và tình hình đã rõ ràng lạc tú vẫn không muốn nghe còn không biết ngượng mà nói hắn sẽ ra tay mày ra tay lạc bố ương tông chế nhạo tuy rằng tao đã đánh giá thấp mày nhưng mày đừng nghĩ rằng có thể thắng tao là mày có tư cách đấu với vị thông thần đó loại cảnh giới đó làm sao một người phàm như mày có thể hiểu được sư phụ tao đã du ngoạn trên núi mày có thể làm được không sư phụ tao đã từng khiến hoa sen vàng nở rộ khắp nơi, mày có thể làm được không? Sư phụ của tao cũng xua tan mây mù sương mù, làm cho cỏ mọc như mùa xuân giữa mùa đông lạnh giá. Mày có thể làm được không? Lạc bố ương tông chế nhạo. Sư phụ của tao xuất hành, đầu đội tụy thải chân đạp kim liên. Ông ấy đã đạt được thân xác của một vị thần và bất tử. Người phàm tục như mày vẫn ảo tưởng so sánh với người thông thần. Thật nực cười, cực kỳ lố bịch lạp bố ương tông chế diễu. Những người xung quanh cũng nở nụ cười chế nhạo, mặc dù cậu đã đánh bại lạp bố ương tông, nhưng nếu cậu muốn so sánh mình với một người như Thượng Sư Kim Cang, cậu thực sự suy nghĩ quá cao về bản thân rồi. Loại người rời núi lấp bể đó, có thần lực vô tận, đã nhảy ra khỏi phạm trù của nhân loại rồi. Lạc Tú quả thực có thân thủ tuyệt vời, nhưng làm sao có thể so với loại nhân vật như vậy? Giáo quan Lạc, cho dù cậu đang ở trong cảnh giới tuyệt vời, nhưng thật sự là có khoảng cách giữa trời và đất, có một khe hở rất lớn không thể vượt qua. Lâm Hóa Long lúc này cũng nói: "Giáo quan lạc, dừng lại đi, chúng ta." Chưa kịp dứt lời thì đã có một sự thay đổi đột ngột. Đó là một con voi trắng, kích thước khổng lồ, ngà dài trắng lấp lánh dưới ánh nắng. Con voi trắng từ từ đến trong khi vẫy vẫy đôi tai giống như chiếc quạt của nó. Có hơn chục người xung quanh con voi trắng và điều quan trọng nhất là một số người trong số họ cũng là người nhập đạo nhưng hiện tại thì rất kính cẩn bởi vì có một người đang ngồi xếp bằng trên con voi trắng người này để trần phần trên nước da ngăm đen khô và gầy như thể bị suy dinh dưỡng tuy nhiên làn da sáng lên một ánh kim loại giống như một lớp da kim loại bao bọc lấy hắn trên trán hắn cầm một chuỗi kim cương bổ để có ba vạch trắng lâm hóa long ngay lập tức trở nên căng thẳng vì đó là người thông thần nước ngoài kia con voi trắng cõng hắn trên lưng và từ từ đi về phía đối diện của hồ nước lang COO. Ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, voi trắng một chân dẫm lên mặt hồ lang cua, lúc này chân voi rơi xuống. Mặt hồ lang COO đóng băng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một con voi châu Á thường nặng từ 3 đến 5 tấn, nhưng một con voi châu Phi nặng khoảng 4 đến 8 tấn. Nhưng con voi trắng này còn lớn hơn một con voi bình thường. Ít nhất nó cũng nặng gần chục tấn nhưng là một con voi nặng như vậy, lại trực tiếp dẫm lên mặt băng, sau đó chậm rãi đi tới trên mặt băng. Có thể thấy lớp băng phải dày đến mức nào mới có thể chịu được một con voi nặng như vậy đi trên băng. Và toàn bộ hồ lang COO nhanh chóng bắt đầu đóng băng, tốc độ rất nhanh. Gần như trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ hồ nước đã bị đóng băng. Một khắc trước, hồ lang cua vẫn còn cuộn trào, những con sóng cao tới 3 mét. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hồ hoàn toàn bị đóng băng. Lúc này, rất nhiều người đều sửng sốt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đây là loại thần thông khủng bố gì vậy? Thậm chí, nhiều người còn có cảm giác đây là một điều thần kỳ. Đây có phải là pháp lực đã có thể điều khiển thời tiết không? Nhiều người kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì ai mà tin được? Lâm Hóa Long nuốt nước bọt và nở một nụ cười gượng gạo làm thế nào những võ giả như bọn họ có thể là đối thủ của một nhân vật như vậy chứ? Làm sao mà chống lại người ta? Người ta từng đồn rằng để giết một người thông thần Ai Cập, người ta sử dụng cả tên lửa xuyên lục địa. Có thể thấy nhân vật này đáng sợ như thế nào? Trên chiến trường Afghanistan, người ta đồn rằng có những người thông thần đang tắm mình trong mưa đạn, tiến từng bước dưới làn đạn, đối mặt với pháo hạng nặng của xe tăng, và một mình giết cả 8.000 quân được trang bị vũ khí tốt ngay cả máy bay chiến đấu cũng bị bắn rơi. chương 290, thân bại danh liệt. Ha ha, nào, giết tao đi. Lạp bố ương tông hừ lạnh một tiếng, càng không kiêng nể gì. Dù sao thì người thông thần kia đã đến rồi. Giết tao, tất cả đều phải chôn cùng tao. Giết tao, mày không chỉ chết mà còn để lại tiếng xấu muôn đời. Lạp bố ương tông uy hiếp. Một võ giả hèn mọn mà cũng cuồng vọng muốn giết hắn hắn thề rằng khi sư phụ của hắn đến trước tiên hắn phải làm cho lạc tú bị tàn phế và sau đó sử dụng các phương pháp mật tông để tinh luyện lạc tú thành một ác linh để cho lạc tú không thể siêu thoát mãi mãi chịu tra tấn để giải tỏa nỗi căm hận của mình dù sao thì cuộc đời của hắn đã coi như bị phế và hắn tin chắc rằng ai có đầu óc một chút cũng sẽ biết mình phải chọn gì vào lúc này bởi vì một khi thua trong sự kiện liên hoa toàn bộ khu vực tây tạng sẽ kết thúc ai dám gánh chịu hậu quả như vậy? Ai có thể gánh chịu những hậu quả như thế? Mày chỉ dựa vào mấy thứ nhàm chán này thôi à? Lạc Tú vẫn khinh thường. Tao vẫn nói như vậy, sư phụ mày có tới hay không, mày cũng phải chết. Lạc Tú tóm lấy cổ của Lạc Bố Ương Tông. Giáo quan Lạc, lúc này cậu thật sự muốn ích kỷ như vậy sao? Lâm Hóa Long thuyết phục, chuyện đã rõ ràng rồi, tại sao Lạc Tú lại không hiểu được chứ? Ích kỷ, Lạc Tú cười khẽ. Lâm Hóa Long, nếu có người động vào bố mẹ của ông, ông sẽ làm thế nào? Nào, đường đường là cuồng thú, nói cho tôi biết, ông sẽ làm gì? Khi Lạc Tú nói những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Lâm Hóa Long, làm sao ông ta có thể không hiểu nỗi hận sâu sắc này chứ? Đại sư mà các người kính trọng ư, Lạc Tú chế nhạo giật lấy chuỗi hạt Phật từ tay Lạc Bố Ương Tông. Sau lưng làm cái trò gì? dùng phương thức bí mật xấu xa để cướp đi linh hồn của mẹ tôi và cho người khác mượn số kiếp. Hiện tại mẹ tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, sống chết không rõ. Cầm nghiệp, sao đại sư làm làm vậy chứ? Ồ, sẽ không làm vậy sao? Vậy mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ, mở ra cho tôi. Lạc Tú lấy ra một viên hạt châu, trực tiếp bóp nát, sau đó rác lên người đỗ đông và phùng hôm. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trở nên kinh hãi bởi vì đỗ đông và phùng hoan không nhìn thấy nhưng những người khác lại nhìn thấy phía sau bọn họ còn có hai người hai người đó hung tợn kinh người đến cực điểm thoạt nhìn giống như ác quỷ đỗ đông phong hoan hai người còn ngu xuẩn quỳ gối tôn sùng trước mặt hắn à sợ là các người không biết đúng không hai ba ngày nữa các người sẽ chết đấy lạc tú cười khẩy có phải ngạc nhiên lắm không lạc tú nói dù đỗ đông và phùng hoan không nhìn thấy thứ gì trên người nhưng họ biết chuyện gì đang xảy ra khi thấy mọi người đang nhìn mình vào lúc này ngay lập tức sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi quần của đỗ đông đồng thời ướt đẫm hừm sau lưng bọn họ có ác quỷ thì liên quan gì đến tao liên quan gì sao lạc tú vẫy tay với đại sư đan ba họ đến một khách sạn trên đường để chiêu chọc những thứ này nếu tôi không ở đó vào ngày hôm ấy họ đã chết rồi khách sạn đó đã bốc cháy ba năm trước và nhiều người đã bị chết cháy. lạc bố hương tông, mày không nhớ sao? lạc tú cười khẩy. và đằng sau đại sư đan ba bước ra một người, đó là một ông già đang ôm một con chó ngao tây tạng. xúc sinh, lúc đó chính mày đã phóng hỏa khách sạn. mày không ngờ lại bị tai nhìn thấy đúng không? lão già tức giận chỉ vào lạc bố hương tông. lão già này đương nhiên là lão già nhắc nhở bọn họ đừng ở trong đó. hừm, nói miệng vô căn cứ. được rồi lạp bố ương tông, mày dùng ác linh để luyện khí, tu trì pháp lực. Thủ đoạn này có thể qua mắt người khác, nhưng có thể qua mắt tao sao? Đại sư Đan Ba nói. Đột nhiên, ánh mắt của một nhóm người nhìn về phía lạp bố ương tông thay đổi. Cố tình nuôi dưỡng ác linh, thủ đoạn không phải là hiếm trong mật tông. Đặc biệt là mấy cao tăng, họ lập tức nhìn ra vấn đề, và ngay lập tức thay đổi biểu cảm khi họ nhìn lạp bố ương tông. Giết người tất nhiên là để nuôi ác linh mặt khác đỗ đông cùng phùng hoan sợ hãi run lên lập tức chạy về phía đan ba đại sư đan ba xin hãy giúp đỡ ồ đã quá muộn rồi đại sư đan ba lắc đầu nhưng ánh mắt của ông ta lại hướng về lạc tú người khác lầm tưởng đại sư đan ba nói như vậy không cứu được nhưng đỗ đông và phùng hoan đều hiểu ý của câu nói này có nghĩa là bọn họ đã đắc tội một người đáng lẽ không nên đắc tội đan ba sẽ không ra tay cứu họ giờ phút này Đỗ Đông và Phùng Hoan hối hận đến cực điểm. Và những người khác nhìn lạc bố ương tông, nhất thời có một chút chán ghét trong mắt họ. Vì đây là kẻ xảo trá, giả nhân giả nghĩa. Lạc bố ương tông lúc này cực kỳ hận lạc tú, bởi vì hắn sợ rằng ngay cả khi hắn còn sống sót, hắn cũng sẽ bị người khác hắt hủi phỉ nhổ. Mày! Ha ha, giết người phải bị trừng trị, không để cho mày chết vì bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, làm sao tao có thể hài lòng được. Bây giờ, các người nói cho tôi biết, có nên giết hắn không? Lạc Tú chế nhạo. Giáo quan Lạc, hắn đáng bị trừng phạt, nhưng hôm nay chúng tôi thực sự cần hắn. Lâm Hóa Long bất lực thở dài. Cho dù Lạc Bố Ương tông có tội ác tày trời thì sao? Hiện tại người ta là nhân vật chủ chốt trong sự kiện Liên Hoa ngày hôm nay. Nào, mày giết tao đi, mày đúng là lợi hại, khiến tao thân bại danh liệt, khiến tao về sau không sống được ở khu Tây Tạng nữa nhưng nếu mày giết tao, không chỉ hôm nay tất cả sẽ được chôn cùng tao, mà cho dù mày có may mắn sống sót, sư phụ tao cũng không tha cho mày đâu. Lạc bố ương tông lúc này hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang của mình. Audio điện tử võ tấn bền chương 291, coi trời bằng vung mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lạc Tú. Ông đang uy hiếp tôi sao? Lạc Tú cười nói. Cậu có thể hiểu như vậy, thượng sư Kim Cang tỏ ra uy nghiêm và lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Trái tim của nhiều người đang nhảy ra khỏi cổ họng, bởi vì bây giờ Lạc Tú có quyền quyết định tất cả. Giác, âm thanh đột một vang lên khiến mọi người sững sờ, thậm chí có thể nói là khiến mọi người trở tay không kịp. Cổ của Lạc Bố Ương Tông trực tiếp bị bẻ gãy, cả đầu của người này bị hất sang một bên và treo trên cổ. Sau đó Lạc Tú buông ra, toàn thân Lạc Bố Ương Tông trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt có chút kinh ngạc trước khi chết rõ ràng là hắn không ngờ lạc tú lại dám giết hắn trước mặt sư phụ của mình đây đương nhiên là lạc tú cố tình đợi lâu như vậy chỉ là vì anh muốn giết hắn trước mặt sư phụ hắn dù sao thì lạc tú đã nói giết người sẽ bị trừng phạt nhưng mọi người đều biết xong đời rồi trước mặt thượng sư kim cang anh đã trực tiếp giết chết đệ tử của ông ta đệ tử duy nhất và cũng là đệ tử yêu thích nhất của ông ta sát khí cuồn cuộn mà đến hoa sen vàng dưới chân thượng sư kim cang lập tức biến thành màu đen, hóa thành một đóa hoa sen đen. Mặc dù là thông thần, nhưng ông ta vẫn chưa bước ra khỏi tầng 1 và bị mắc kẹt trong tầng 1. Tuy nhiên, ông ta vô tình học được một phương pháp bí mật có thể nuôi dậy đồ đệ này, cuối cùng để đồ đệ này phụng dưỡng ông ta, trợ giúp ông ta đột phá tầng thứ nhất. Đương nhiên, Lạp Bố Ương Tông lúc đó vẫn phải chết, nếu không thì làm sao ông ta có thể chọn một người như Lạp Bố Hương Tông làm đồ đệ chứ? Nhưng giờ thì công sức đổ sông đổ biển rồi. Loại bí pháp này đã được truyền lại từ xa xưa, có người tu vi cực cao sẽ chọn một đứa bé bị bỏ rơi, sau đó dốc toàn lực để nuôi nấng đứa trẻ này, thậm chí còn hơn cả con ruột của mình. Nhưng khi đứa trẻ lớn đến một lúc nào đó, ông ta sẽ tự tay giết chết đứa trẻ đó để nhìn thấu hồng trần, lấy tâm trảm đạo. Rõ ràng Thượng Sư Kim Cang cũng đã sử dụng một phương pháp tương tự. Nhưng bây giờ tất cả đều bị Lạc Tú phá hủy ồ vậy thì tôi chỉ có thể giết người này để dập tắt cơn giận của tôi thôi thượng sư kim cang nói rất nhẹ nhưng mây trên bầu trời đã biến thành màu đen và các người cũng nhìn thấy hắn chết các người cũng phải chết theo hắn thôi thượng sư kim cang cười khẩy tất cả mọi người đều khô họng thượng sư chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi hắn tự mình làm hết xin hãy tìm hiểu đúng sai nhiều người nói thượng sư kim cang diếu cợt mặc kệ nhìn về phía người thông thần trên hồ. Đáng lẽ hôm nay tôi phải đấu với ông, nhưng hiện tại tôi đã đổi ý, tôi chỉ yêu cầu giết hắn, sau đó sẽ xoay người rời đi. Về phần ông định làm gì, cũng không liên quan đến tôi. Ngay khi những lời này nói ra, trên mặt mọi người hiện lên vẻ hoảng sợ. Ha ha, cảm ơn nhiều, người thông thần cũng diễu cợt. Hôm nay khi tới đây, tôi còn tưởng rằng sẽ có một trận kịch liệt, không ngờ các người có một cuộc đấu đá nội bộ, để tôi xem một màn kịch hay đi. Nếu ông không ngăn cản tôi và Phật sống cũng không hiện ra, ai có thể ngăn cản tôi ở vùng Tây Tạng này nữa chứ? Người thông thần diếu cợt, tỏ vẻ rất vui mừng. Không ngờ hoa hạ các người lại không đoàn kết, lại có người dám ngu xuẩn như vậy. Lời nói của người thông thần khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như bị tát vào mặt. Mày hủy hoại thanh danh đệ tử của tao, còn mày. Sau ngày hôm nay, mày chính là tội đồ của cả vùng Tây Tạng thường sư Kim Cang rõ ràng đã sẵn sàng trả đũa. Ha ha, tao là tội nhân, vậy mày là cái gì? Tao giết đệ đệ của mày, cho nên mày có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình, mày không cần ra tay, không phải rất tốt sao? Lạc Tú chế nhạo, nhưng không ai ủng hộ Lạc Tú. Có đôi khi, đạo lý là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Ngay cả Lâm Hóa Long cũng thất vọng với Lạc Tú. Hoàn toàn không quan tâm đến tình hình chung, thậm chí không có trách nhiệm mà một người hoa hạ cần phải có những người như vậy thật ích kỷ chính mày là người bắt đầu đấu đá nội bộ trước và cũng chính là mày gây ra rắc rối trước liên quan gì đến tao thượng sư kim cang chế nhạo cho dù có liên quan thì thế nào tao không động thủ mày có thể làm gì tao thượng sư kim cang không thèm nói đạo lý hừm thật nực cười lạc tú cười khẩy mày nghĩ hoa hạ không còn ai sao thể diện của hoa hạ sự an nguy của khu vực tây tạng cần mày quyết định sao mày đánh giá cao mình quá rồi sông núi ngàn dặm ngọa hồ tàng long khác xa với những gì mày tưởng tượng mày quá coi trọng bản thân rồi lạc tú khinh thường nói còn mày sai một chuyện có người nói là lỗi không nuôi nổi cha do dạy dỗ không đủ nghiêm khắc lạc tú lạnh lùng nói hắn làm điều phạm pháp cũng có trách nhiệm của mày tao tới đây để giết không chỉ một người mà còn cả mày còn bên kia, Hoa Hạ là một quốc gia lớn như vậy, làm sao có thể cho phép bọn đạo trích chúng mày xâm phạm chứ? Nếu như mày dám dẫm lên đất của bọn tao, vậy tao sẽ khiến cho mày hoàn toàn biến thành đất. Lạc Tú nói ra những lời này. Không chỉ những người khác. Ngay cả người thông thần và thượng sư Kim Cang cũng sửng sốt. Khẩu khí này thực sự quá lớn. Không thèm để bọn họ vào mắt. Lâm Hóa Long cũng chết sững tại chỗ. Lạc Tú bây giờ không chỉ khiêu khích người thông thần, mà còn khiêu khích hai người cùng một lúc. Mọi người kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Còn các người, một đám không có tiền độ, nếu thực sự xảy ra chuyện, chỉ biết đi cầu xin người khác, lại không biết rằng cầu người khác chi bằng cầu chính mình. Sự an toàn, tính mạng và nhân phẩm của các người đều là do các người quỳ xuống cầu xin, vậy thì an toàn và tôn nghiêm như vậy có ích lợi gì? Lạc Tú trực tiếp mắng mỏ, khiến cho khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ bừng không có chút tâm huyết nào, thả đứng chết còn hơn sống quỷ. Nói không biết ngượng, có lẽ là bởi vì biết mình sống không được, mới dám kiêu ngạo như vậy. Có người không phục mà nói. chương 292, mấy món trẻ con trên hồ lang cua khổng lồ, lạc tú đứng trên lớp băng. Giờ phút này, anh phải một mình đối phó với hai người thông thần. Trái tim mọi người đều đập thình thịch. Một người là một nhà tu hành khổ hạnh đã đi lên và xuống đỉnh Everest và người kia là một thượng sư Kim Cang có thể so sánh với Phật sống ở Tây Tạng. Một trong hai người này là một nhân vật đáng sợ có thể khiến cả một nơi phải run sợ khi dậm chân. Nếu không, toàn bộ khu vực Tây Tạng sẽ không lâm vào đại địch đến mức tuyệt vọng như thế. Nhưng bây giờ Lạc Tú phải một mình chống lại hai cường giả này. Bất kể như thế nào, cho dù Lạc Tú bị một chiêu giết chết ngay lập tức, thì khí phách này thật sự không tồi. Đến lúc này, Người tu Pháp ở Thanh Hải mới nhận ra rằng Lạc Tú không phải là một kẻ ngốc, đây rõ ràng là một kẻ điên. Và Tư Thủy Giao thậm chí còn kinh hoàng hơn, bởi vì Lạc Tú nói rằng nếu kẻ thù mạnh đến, anh sẽ ra tay. Dù có làm được hay không thì anh cũng mạnh hơn hàng vạn người đang có mặt ở đây. Vì anh dám, nhưng về phần kết quả, hiển nhiên đã rõ ràng rồi. Một trong hai người này đều có thể đập chết anh. Tất nhiên, một số người trong đám đông không phục và chế nhạo hừm, nói thì hay lắm, bị tát một cái là như cặn bã chứ gì đâu. Nhưng đúng lúc này, con voi trắng đã lao tới trước mặt lạc tú, trong tay người thông thần nước ngoài đột nhiên xuất hiện một cây thương dài bằng băng, sáng lấp lánh ánh pha lê dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Rõ ràng, người thông thần này đã giành ra tay trước. Nhiều người cảm thán, cho rằng lạc tú nhất định sẽ bị đâm thùng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngọn giáo đâm tới, nhưng lạc tú đã chặn nó bằng cánh tay của mình và sau đó ngọn giáo biến thành băng rồi vỡ tan người thông thần nước ngoài lộ ra vẻ kinh hoàng băng của ông ta còn cứng hơn kim cương bình thường ngay cả quả bom cũng không nổ được thế mà lúc này nó đã nứt ra rồi sao và không chỉ vậy lạc tú rậm chân và toàn bộ lớp băng trải rộng trên hồ lang cua cũng nứt ra ngay lập tức đột nhiên toàn bộ hồ nước bị nứt hoàn toàn con voi trắng rơi thẳng xuống nước nước bắn tung tóe mấy mét sóng to gió lớn, người thông thần nước ngoài lại chấn động, nhưng trước mặt đột nhiên hoa mắt, trực tiếp bị lạc tú tung một quyền. Các tia lửa bắn ra xung quanh, người thông thần thế mà chống cự được, cơ thể không bị phát nổ. Tuy nhiên, ông ta không chịu nổi một đấm này, lập tức bị đánh bay ra. Lúc này, Thượng sư Kim Cang đã thành công giải xương mù đen, những bóng đen mờ ảo lượn lờ, tiếng gầm thét chói tai khiến ra đầu người ta tê dại. Và khoảnh khắc màn xương đen xuất hiện, nước trong hồ lại sôi sùng sục nhưng điều đáng ngạc nhiên là màn xương đen rơi xuống người lạc tú không hề có phản ứng gì lạc tú đã đá thẳng vào mặt thượng sư kim cang bằng một cú đá nhanh như tia chớp cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt trong phút chốc lạc tú thực sự đủ sức để cạnh tranh với hai người này ư vù vù những ngọn giáo dày đặc đâm tới trong tích tắc cuộc tấn công từ người thông thần nước ngoài đến nhưng mà lạc tú không né cũng không tránh vừa dẫm một cáu lên mặt hồ, vô số mũi tên nước trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp ngăn cản trường thương đã hóa thành băng giá. Thượng sư Kim Cang ra khỏi hồ và nhìn lạc tú với vẻ mặt u ám. Tao đã đánh giá thấp mày rồi, không ngờ mày lại là một người thông thần. Ha ha, quả là đã gặp cường địch, người thông thần nước ngoài cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Cảnh tượng này, và cả lời nói của Thượng sư Kim Cang, lập tức khiến những người trên bờ kinh ngạc lạc tú không chỉ bị giết ngay lập tức như họ dự đoán mà trong trường hợp lấy một địch hai anh vẫn có ưu thế hơn nữa theo lời của thượng sư kim cang lạc tú cũng là người thông thần điều này khiến tư thủy giao hoàn toàn choáng váng bởi vì trước đó cô ta đã nói là lạc tú khoác lác nhưng bây giờ thì sao sự thật đã chứng minh rằng người ta không hề mạnh miệng khoác lác ngay cả người tu pháp thanh hải cũng toát mồ hôi lạnh nghĩ đến lúc đó mình cãi nhau với người ta như thế nào may mà người ta khoan dung độ lược không thèm so đo với mình nếu không e rằng mình đã chết lâu rồi mấy người lúc trước diếu cợt lạc tú lập tức đỏ mặt quả nhiên lạc tú nói đúng ít nhất người ta có thực lực chống lại hai người thông thần người ngạc nhiên nhất là lâm hóa long ông ta thậm chí không thể tin được những gì mình đã thấy và nghe thấy lạc tú thực sự là một người thông thần ư điều này làm sao có thể chứ nhưng trận chiến trên hồ lại bắt đầu và ngày càng leo thang người thông thần nước ngoài phất tay toàn bộ hồ nước lần nữa đông cứng lại sau đó sói băng hóa thành băng lạnh lao về phía lạc tú những con sói băng này đều to lớn khi chạy chúng gây cảm giác như mặt đất đang rung chuyển lớp sỏi dưới đất nhảy lên khiến nhiều người trực tiếp ngã xuống đất còn thượng sư kim cang phất tay sau lưng đột nhiên xuất hiện một hư ảnh thượng sư kim cang không giận tự uy cầm chày kim cang trong tay, trực tiếp đập về phía lạc tú. Giống như một quả đạn đại bác phát nổ, tai của nhiều người chảy máu vì chấn động. Nhưng lạc tú đấm ra một lần nữa, hư ảnh của thượng sư kim cang không chỉ mờ đi ngay lập tức. Ngay cả thượng sư kim cang cũng bị sốc và ho ra máu. Nhất lực phá vạn pháp, thượng sư kim cang lộ ra vẻ kinh ngạc. Con sói băng khổng lồ vô tới, nhưng tất cả đều bị lạc tú đập tan chỉ bằng một cú đấm. Pháp thuật, thiên hàng nhược thủy. Thượng sư Kim Cang lần này không còn giữ con át chủ bài nữa, bởi vì ông ta biết nếu tiếp tục ở đây, hôm nay ông ta thật sự có thể chết. Bởi vì ông ta phát hiện rằng mình đã sai và đã đánh giá thấp lạc tú. Một người thực sự tu luyện nhất lực phá vạn pháp, quả thật có thể vạn pháp bất xâm. Với một tiếng nổ, toàn bộ bầu trời phía trên hồ dường như bị nứt ra, và cơn mưa lớn lập tức chút xuống. Nó trực tiếp bao phủ toàn bộ hồ, nói là mưa to, có những hạt mưa vô tình rơi xuống đá trên bờ, lại giống như đạn trực tiếp xuyên qua tảng đá. Nước chảy đá mòn, thật kinh hoàng biết bao. Bên kia, người thông thần nước ngoài lần này cực kỳ thận trọng, trực tiếp vung tay, tuyết đỏ từ trên trời rơi xuống. Trên dãy Himalaya luôn có một hiện tượng kỳ lạ, đó là tuyết rơi màu đỏ. Đây là một bí ẩn mà nhiều chuyên gia vẫn chưa giải đáp được. Chương 293, Hỏa Thiêu Hồ MA những lời của lạc tú vừa thốt ra bàn tay khổng lồ sắp chụp tới hạt mưa sắc hơn đạn cũng bắn lên trên hồ lang cua rộng lớn không còn là người chiến đấu mà giống như ba vị thần bất tử nhưng khóe miệng lạc tú có một tia diếu cợt hai bàn tay kết quyết một tia lửa phát ra từ khoảng không lúc đầu tia lửa có kích thước bằng một màu thuốc lá và ngay lập tức hạ cánh xuống hồ lang cua nhưng sau đó một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện Nước hồ Lang Cua bốc cháy ngay lập tức như xăng. Đúng vậy, nước hồ bốc cháy. Bùm. Ngọn lửa bốc lên tận trời, trong phút chốc ngọn lửa bốc lên cao ngút trời, ngọn lửa bao trùm cả bầu trời và mặt trời, toàn bộ hồ Lang Cua biến thành biển lửa. Đây là, trên mặt thượng sư Kim Cang khó giữ được vẻ bình tĩnh. Trước đó ông ta cho rằng Lạc Tú tu luyện nhất lực phá vạn pháp, sau khi tu luyện hoàn thành, tuy rằng có thể vạn pháp bất xâm, nhưng bản thân cũng không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lạc Tú sử dụng thuật pháp, Thượng sư Kim Cang phụ nhận ra mình đã sai, vừa rồi Lạc Tú dám dùng lực cơ thể chống lại mình, không phải vì nhất lực phá vạn pháp, mà là do tu vi người ta cao hơn mình. Nhưng ông ta không kịp hối hận, ngọn lửa đã bùng lên, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Ngay cả một số đám mây trên bầu trời cũng bị bốc cháy bởi sóng nhiệt. Người bên hồ rút lui rất nhanh, không ít người không chạy kịp nên lông mày đều bị cháy xém. Cảnh tượng này quá chấn động. Chưa từng có ai nghĩ rằng nước hồ có thể bốc cháy, đây là điều phi vật lý. Nếu ai đó nói điều này trước đây, họ sẽ bị tát choáng váng, nhưng khi tận mắt chứng kiến ngày hôm nay, mới biết đây hoàn toàn là sự thật. Biển lửa sôi sục cuồn cuộn, người thông thần nước ngoài cũng choáng váng. Thật vậy, một trong số họ làm nước hóa băng, còn bên kia hô mưa gọi gió, điều này ít nhất là vẫn trong phạm vi của lẽ thường. Nhưng nhìn chiêu thức của Lạc Tú, đã trực tiếp phá vỡ lẽ thường. Pháp thuật là gì? Đây chính là cái gọi là pháp thuật. Nếu không thể phá vỡ lẽ thường thì đó chỉ được xem là một trò bịp bợm nhỏ thôi. Cả hai người lúc này đều mang trong mình một nỗi hối hận khôn nguôi. Người thông thần tu luyện không dễ dàng gì, có thể nói đạt tới một bước này cực kỳ khó, nhưng hiện tại bọn họ đã sắp ngã ngựa rồi. Ngọn lửa bất khả chiến bại, họ đã ở trong hồ lang cua, vào lúc này họ lại đang bị bao quanh bởi biển lửa này. Tiên bối là tôi ngu dốt, tôi không nên đặt chân vào hoa hạ, mong tiền bối nể tình tôi tu luyện không dễ dàng mà tha cho tôi một mạng. Người thông thần nước ngoài lúc này đã luống cuống, nào còn khí phách hiên ngang lúc trước nữa. Bây giờ mà còn không nhìn ra tu vi của họ thấp hơn lạc tú, thì bọn họ sống mấy chục năm trên đời này đúng là thua một con chó. Nhưng lạc tú chỉ cười khẩy. Đã quá muộn rồi, không phải vừa rồi ông nói tôi làm nhục ông, ông muốn giết tôi sao? Tiền bối, tiền bối, xin thứ lỗi, người thông thần nước ngoài đang dẫy dụa trong biển lửa. Còn Thượng Sư Kim Cang cũng đang la hét vì ông ta đã bị đốt. Tiền bối, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin thứ lỗi. Giọng nói của Thượng Sư Kim Cang vang lên, khiến cho ra đầu rất nhiều người trên bờ đều tê dần, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Ngay cả Thượng Sư Kim Cang cũng vứt bỏ tôn nghiêm mà cầu xin tha thứ ư. Sức mạnh của lạc tú đáng sợ đến mức nào chứ? Nhìn biển lửa trước mặt, Đàn Ba không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may lúc đó hắn thức thời, khi bị Lạc Tú tát một cái là không dám nói một câu tàn nhẫn nào. Nếu không, sợ là lúc đó đã bị đánh chết rồi. Đây có thể nói là bất khả chiến bại rồi. Tiền bối, tôi xin dâng lên mật điển, chỉ xin tiền bối tha mạng. Giờ phút này, bọn họ nào còn có uy nghiêm của người thông thần chứ? Đã quá muộn rồi, Lạc Tú cười khẩy, ngọn lửa trở nên dữ dội hơn và toàn bộ hồ lang cua đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. À, người thông thần nước ngoài không nhịn được nữa, trực tiếp hóa thành cho tàn. Mày thực sự muốn giết tao sao? Thượng sư Kim Cang ngay lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy điều đó. Mày cho rằng tao đang nói đùa với mày hà? Lạc tú chế nhạo. Nếu mày giết tao, mày sẽ chịu nhân quả lớn từ dòng họ của tao. Thượng sư Kim Cang đột nhiên uy hiếp. Dòng dõi của ông ta không phải từ khu vực Tây Tạng, mà đến từ côn lôn có lai lịch cũng rất lớn thậm chí đã tồn tại từ thời thượng cổ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay sự thăng trầm của nhiều triều đại trong quá khứ đều có mối quan hệ rất lớn với dòng dõi của ông ta chắc chắn là một chính thống đạo nho cổ xưa và mạnh mẽ nghe nói người sáng lập ra dòng dõi của ông ta thậm chí đã chứng kiến nguồn gốc và sự tuyệt chủng của loài khủng long chỉ là bây giờ núi côn lôn đã đóng cửa những người thuộc dòng dõi của ông ta cũng không ra được Mày nghĩ tao sẽ quan tâm sao?" Lạc Tú cười khinh. "Dòng dõi của tao là bất khả chiến bại vĩnh viễn, tồn tại ở thời tiền sử, tung hoành ngang dọc bất khả chiến bại, mày thật sự muốn gánh nhân quả với một dòng dõi lớn như thế ư? Là truyền thừa đạo chính thống sao? Dòng dõi của mày không đủ tư cách." Lạc Tú châm chọc, "Thái hoàng truyền thừa của anh mới đúng là bất khả chiến bại. Bất khả chiến bại dưới những vì sao ư? Quá nực cười." ngày côn lôn khai sơn chính là lúc gia tộc của mày bị diệt vong. Thượng sư Kim Cang phẫn nộ gầm lên những lời này, sau đó hóa thành cho tàn. Ngọn lửa nhỏ dần và cuối cùng biến mất, trong mắt mọi người hiện ra một hố sâu khổng lồ, đó là hồ lang cua, nhưng nó đã bị cháy khô. Lạc Tú chậm rãi đi lên, mọi người cũng lùi lại, lúc này không ai dám khinh thường Lạc Tú, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Tú. Bởi vì, Tại thời điểm này, Lạc Tú đã trở thành một vị thần mới và niềm tin mới trong lòng họ. Ngay cả nước hồ cũng có thể đun cạn, đây là loại thủ đoạn đáng sợ gì chứ? Người tu Pháp đến từ Thanh Hải lúc này cảm thấy bất an, khuỵu gối quỳ dạp xuống. Tôi đã xúc phạm đến tiên sư, sẵn sàng chặt bỏ cánh tay của mình để chuộc tội. Nói xong, người tu Pháp Thanh Hải biến lòng bàn tay thành dao và tự chặt đứt một cánh tay của mình. Lâm Hóa Long cay đắng nhìn Lạc Tú, Ông ta thấy mình cũng sợ, những đám người hoa đông kia điên rồi sao? Hay là bị mù? Thiếu niên tông sư gì chứ? Đây là thiếu niên tiên sư. Nếu sớm biết rằng Lạc Tú là loại nhân vật này, Lâm Hóa Long sẽ đứng về phía Lạc Tú cho dù có đi ngược lại cả thiên hạ. Ông ta biết sau trận chiến này nếu là thế giới võ đạo thì quên đi, thế giới võ đạo bây giờ trong mắt người ta chỉ là cặn bã thôi. Chương 294, đón anh về nhà Thẩm Nguyệt Lan mất trí nhớ cũng may chỉ mất trí nhớ về đoạn ký ức đến tương Tây thôi. Lạc Tú nhìn một hạt Phật trên tay, trong đó có một hồn phách vụn vỡ. Sau khi giết lạc bố ương tông, mật chú trên người thẩm nguyệt lan đương nhiên cũng được dỡ bỏ. Chỉ là con người có ba hồn bảy vía, nếu thiếu đi một cái sẽ khiến người ta mất trí nhớ ở mức độ nhất định. May mắn thay, chỉ thiếu một linh hồn, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng cũng phiền phức, chỉ có một dấu vết của linh hồn này, nó đã bị tổn thương rất lớn và sắp tiêu tan, Lạc Tú phải chăm sóc một lúc mới có thể giữ được linh hồn này trên cơ thể của Thẩm Nguyệt Lan. Có vẻ như trước khi linh hồn này trở lại, mẹ anh chỉ có thể mất trí nhớ. Mà ở nơi nào đó tại Yên Kinh, có một bệnh viện tiêu chuẩn rất cao. Nhiều bác sĩ ở bệnh viện này đã tốt nghiệp Harvard hoặc một số trường đại học nổi tiếng và đạt chứng chỉ tiến sĩ chuyên nghiệp. Bởi vì bệnh viện này có thể nói là đại diện cho công nghệ y tế và phương pháp khám chữa bệnh hàng đầu Trung Quốc. Giờ phút này tại một phòng bệnh nào đó, Thẩm Nguyệt Lan nửa ngồi trên giường bệnh, nhìn hai người đàn ông trước mặt. Một trong số đó là một lão giả, mặc một bộ đồ luyện công, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ông ta cũng là một cao thủ nội kinh đại thành. Ông già này là gia chủ nhà họ thẩm tiếng tăm lừng lẫy ở Yên Kinh, thẩm thiên quân. Ông ta từng làm việc ở Trung Nam Hải, mặc dù đã nghỉ hưu rồi, nhưng ở Yên Kinh, ông ta cũng là nhân vật hô mưa gọi gió trong thế hệ trước người đàn ông trung niên bên cạnh tên là Thẩm Ngọc Thành, anh trai của Thẩm Nguyệt Lan. Chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị hiện tại, nắm trong tay những dự án tài sản hàng chục tỷ, thậm chí tính cả nước, ông ta còn lọt top 20 người giàu nhất. Hai, Nguyệt Lan, con còn nguyện vọng gì không? Thẩm Thiên Quân thở dài nhìn con gái. Đây là đứa con gái út của ông ta, và là đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất. Nếu không phải vì những sai lầm của bà khi đó, khiến nhà họ thẩm quá mức xấu hổ, Cả nhà họ Thẩm đều không thể ngẩng đầu lên ở Yên Kinh, nếu không thì Thẩm Thiên Quân có lẽ vẫn còn cương chiều đứa con gái này. Thật ra, họ không gặp nhau đã 3 năm rồi, có thể thấy mối quan hệ cha con này thực sự đã đổ vỡ đến mức độ nào. Nhưng không ngờ 3 năm sau gặp lại, lại là ở bệnh viện, hơn nữa còn có thể người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Kết quả đã được công bố, trong lần kiểm tra trước, thiết bị y tế tốt nhất đã được sử dụng, nhưng không thể phát hiện ra Thẩm Nguyệt Lan bị làm sao. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dấu hiệu sinh tồn của Thẩm Nguyệt Lan ngày càng giảm sút, thậm chí còn xuống thấp nhất mấy ngày trước, tuy rằng hôm nay bà đột nhiên tỉnh lại, lại có xu hướng khôi phục. Nhưng bác sĩ phụ trách nói rằng sợ là không chống đỡ nổi 3 tháng. Trên thực tế, ngay khi Thẩm Thiên Quân nói những lời này, trong lòng Thẩm Nguyệt Lan cũng có ý nghĩ, sau đó nhìn bố mình. Bố biết tâm bệnh của con, cũng biết tâm nguyện duy nhất của con trong nhiều năm như vậy là gì mà. Thẩm Nguyệt Lan nước mắt lưng tròng. "Nguyệt Lan, con vốn là công chúa nhà họ Thẩm, bố sẽ cho con những gì tốt nhất, nhưng chuyện năm đó, con thật sự đã làm hơi quá đáng." Thẩm Thiên Quân tức giận khi nghĩ đến sự việc hồi đó. Vào thời điểm đó, Thẩm Nguyệt Lan đã đính hôn với nhà họ Giang, nhưng bà đột nhiên dẫn về một người bạn trai ở Hải Đông, người này lại còn là một cán bộ cơ sở. Điều này thật nực cười làm sao? Con gái của Thẩm Thiên Quân, thiên kim của nhà họ Thẩm lại muốn ở cùng với một cán bộ cấp cơ sở, một thanh niên từ huyện lỵ Thể diện của cả nhà họ thần đều mất hết. Đó đã từng là một chuyện cười cho cả yên kinh. Nếu không phải chuyện năm đó, nhà họ thẩm làm sao có thể chậm trễ 10 năm mới trở thành đệ nhất gia tộc ở yên kinh. Thẩm Nguyệt Lan không trả lời, chỉ âm thầm khóc. Hai, quên đi, quên đi, cứ vậy đi. Bố, không được, sao có thể làm thế được chứ? Thẩm Ngọc Thành ở một bên nói những chuyện của năm đó vất vả lắm mới trôi qua nếu lại bị vạch trần nhà họ thẩm em chỉ còn ba tháng nữa em chỉ muốn nhìn thấy con em thẩm nguyệt lan khóc nói quên đi cứ làm theo ý nó thẩm thiên quân chắp tay sau lưng nói tuy nhiên chỉ có thể tìm đứa trẻ đó về thôi thần thiên quân nghiêm nghị nói về phần bố của đứa trẻ bố không muốn gặp nó nếu không muốn nó gặp bất chắc thì đừng để nó xuất hiện ở yên kinh nếu con có tiếp xúc với nó, bố cũng sẽ cho người tiêu diệt nó. Thẩm thiên quân uy hiếp. Chuyện đó thì nhà họ thẩm dư sức làm được. Được rồi, con hứa với bố. Thẩm Nguyệt Lan nói. Em gái, còn một chuyện nữa, mong em đồng ý. Thẩm Ngọc Thành nói xong liền lấy ra một bản hợp đồng. Dù sao em cũng chỉ còn 3 tháng nữa, nên anh hy vọng tất cả dự án trong tay em đều để cho nhà họ thẩm quản lý. Thẩm Ngọc Thành đưa bản hợp đồng cho Thẩm Nguyệt Lan thấy bất động sản, ô tô hạng sang đứng tên mình cũng phải sang nhượng. Thẩm Nguyệt Lan biết rằng đây chỉ là một lời nói thoái thác thôi, Thẩm Ngọc Thành muốn nhiều hơn cả đế chế kinh doanh mà Thẩm Nguyệt Lan đã chăm chỉ làm việc hơn 10 năm. Nếu em ra đi, những thứ đó sẽ sụp đổ, anh sẽ thay em chăm sóc nó, em cứ an tâm đoàn tụ với con của em đi. Thẩm Ngọc Thành mỉm cười nói, đặc biệt còn nhấn mạnh câu đoàn tụ với con. Thẩm Nguyệt Lan cầm bút lên không chút do dự. Đây là một loại giao dịch, nếu bà muốn nhìn thấy con của bà thì bà phải nhả hết tài sản của mình ra. Thẩm Nguyệt Lan đã làm việc chăm chỉ trong hơn 10 năm và tất cả tài sản cộng lại cũng hàng chục tỷ tệ. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan đã ký hợp đồng mà không hề chớp mắt. Sau khi ký xong, Thẩm Nguyệt Lan có thể không còn một xu dính túi. Nhưng bà thật sự không chút do dự, so với việc gặp được con mình, mấy thứ này có tính là gì chứ? Thậm chí, bà còn có chút háo hức xen lẫn vui mừng. Vì cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy đứa con mà bà ngày đêm mong ngóng. Thẩm Thiên Quân cũng không can thiệp, rõ ràng là ngầm chấp nhận vấn đề này. Chương 295, mau cút đi. Lạc Tú đương nhiên không biết rằng Thẩm Nguyệt Lan hay nhà họ Thẩm đã chuẩn bị đón anh về Yên Kinh. Càng không biết, vì để đón anh về, Thẩm Ngọc Lan đã bỏ hết tài sản hàng chục tỷ của mình và trở thành kẻ không một xu dính túi. Lúc này, các cuộc điện thoại lần lượt gọi đến. Đầu tiên Lam Thục Đoan gọi điện và hỏi Lạc Tú có thời gian đi chơi không, tình cờ cô ấy đang ở cảng khu. Dù sao thì cũng không gặp nhau lâu như vậy rồi, Lam Thục Đoan có chút nóng nảy hỏi có phải Lạc Tú có người phụ nữ khác bên ngoài không. Lạc Tú vừa cúp điện thoại, Lý Trí Hoa cũng gọi điện bảo Lạc Tú ra cảng khu. Không phải bọn họ nuốt lời không muốn đưa tiền, mà là khối tài sản lớn như vậy cần phải chuyển đi, một số việc cần phải có Lạc Tú đích thân công chứng. Nếu kiếm được hơn 40 tỷ đô la Mỹ, cộng với tài sản của lạc tú ở hải đông anh gần như là người giàu nhất đất nước lạc tú không quan tâm đến tiền bạc nhưng anh vẫn muốn cho bố mẹ mình sống tốt hơn vì vậy anh vẫn quyết định đi một chuyến anh sẽ quay về cảng khu à lạc tú đến chào tư thủy giao điều này khiến tư thủy giao giật mình dù sao cô ta vừa nhìn thấy năng lực của lạc tú có thể gọi là tiên sư nhất là khi cô ta nghĩ đến chuyện mình đề nghị người ta làm trợ lý cho mình với mức lương 5 vạn một tháng, thật nực cười biết bao. Còn ai trên thế giới này có thể bảo Lạc Tú làm trợ lý chứ? Tư Thủy Giao đứng đó, mặt đỏ bừng, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Còn nghĩ đến lúc đi cùng Lạc Tú trên đường, không biết mình đã nói sai bao nhiêu điều, đến bây giờ mình vẫn còn sống, đúng là một kỳ tích. Tuy nhiên, Lạc Tú đã chủ động bắt chuyện với cô ta, điều này vẫn khiến cô ta không khỏi lo sợ vì vậy cô ta hơi bối rối nói tôi cũng muốn về vậy thì chúng ta đi cùng nhau vừa hay tôi cũng cần qua đó làm chút chuyện lạc tú nói tất nhiên điều này tư thủy giao cầu còn không được lâm hóa long do dự một lúc rồi bước tới xin lỗi lạc tú dù sao chuyện lạc tú đánh bại người thông thần nước ngoài cũng là đã lập công lớn nói không chừng còn được thăng chức trên đường phố nhộn nhịp của cảng khu Lạc Tú và Tư Thủy Giao đang đi dạo trên phố, nhưng Tư Thủy Giao lại quấn kỹ để không bị nhận ra. Vào lúc này, họ đang đi đến trước một nhà hàng, khá độc đáo, nếu đã đến cảng khu, Tư Thủy Giao đương nhiên sẽ phải thể hiện mình là một chủ nhà chứ. Gần cảng khu có một nhà hàng rất thời trang và sành điệu, nhà hàng này thường được một số người trong giới giải trí lui tới, vì vậy có thể thường xuyên bắt gặp một số ngôi sao ở đây. Tất nhiên, Tư Thủy Giao chỉ là một ngôi sao nhỏ, không phải một ngôi sao hãng nhất thực sự. Về mặt này, Tư Thủy Giao còn kém xa Lam Thục Đoan. Thực ra Lam Thục Đoan là một ngôi sao hạng nhất thực sự, nhưng vì cô ấy là người gốc Thông Châu, từ nhỏ đã phiêu bạt ở Thông Châu, nên việc ở lại Thông Châu thực sự không có nhiều hiệu ứng ngôi sao. Dù sao nếu bạn nhìn thấy một ngôi sao trên phố, bạn thậm chí có thể đến chụp ảnh một hoặc hai lần và xin chữ ký. Nhưng nếu bạn nhìn thấy họ mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy rằng ngôi sao thực sự cũng là một con người thôi đương nhiên một ngôi sao hạng a như lam thục đoan không được vì tiện ra ngoài làm loạn nếu không nhất định sẽ bị người ta vây quanh tư thủy giao tuy có ảnh hưởng nhất định không lớn nhưng dù sao phong độ cũng đầy đủ mãi sau khi vào nhà hàng cô ta mới cởi bỏ khẩu trang kính dâm và mũ vừa tháo hết ra thì gặp người quen em gái thủy giao sao em cũng đến đây ăn đột nhiên một nhóm người nhìn Tư Thủy Giao bàn này có nam có nữ đa số là mỹ nam mỹ nữ đặc biệt có một cô gái dung mạo không thua kém gì Tư Thủy Giao tôi đến chào một chút người của đoàn phim chúng tôi Tư Thủy Giao ngượng nghịu cười nhưng lạc tú không quan tâm lạc tú yêu cầu ba bộ đồ ăn và ngồi xuống sau khi Tư Thủy Giao chào hỏi cô ta quay lại bên cạnh lạc tú hai người vừa dọn món ăn xong vừa vặn có người từ bàn kia đi tới sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tư thủy giao thực ra hai bàn không cách nhau quá xa chỉ cách nhau một bàn còn là bàn trống anh này anh cũng là người trong giới sao người đàn ông đeo cặp kính cận là nhà sản xuất của đoàn phim nhà sản xuất có rất nhiều quyền lực đối với toàn bộ đoàn làm phim và đôi khi có thể nhiều tiếng nói hơn đạo diễn nên tư thủy giao đương nhiên không dám xúc phạm tuy nhiên lạc tú không phải người trong giới nên chỉ khẽ lắc đầu nhưng nhà sản xuất dường như không có ý định nói quá nhiều với lạc tú mà thay vào đó lại xích lại gần tư thủy giao. Tư thủy giao lúng túng nhích sang một bên. Thực ra điều này hơi thô lỗ, dù sao tư thủy giao đã mời lạc tú đến ăn tối, việc hắn chào hỏi rồi trực tiếp ngồi xuống mà không có lý do là hơi quá đáng. Nhưng tư thủy giao không thể làm mất lòng người ta. Tiểu giao, tôi nghe nói mấy ngày này cô đã đi du lịch đến khu vực Tây Tạng hả? Nhà sản xuất nhìn tư thủy giao và nói. Tư thủy giao gật đầu, bầu không khí càng ngày càng khó xử. Chuyện này sao được chứ? Cảnh quay bên em chuẩn bị khởi quay. Em đã ghi nhớ lời thoại chưa? Đọc kỹ kịch bản chưa? Nhà sản xuất uống chút rượu bên bây giờ trên người đầy mùi rượu. Cũng tạm rồi, tư thủy giao gật đầu, có thể trở thành ngôi sao thì cũng có chút vốn liếng. Tư thủy giao có thân hình nóng bỏng, một đôi chân thon dài trắng nón, khuôn mặt thanh tú, trông đặc biệt hấp dẫn. Cái gì mà cũng tạm chứ, nhà sản xuất châm chọc, trong khi những người ở bàn khác nhìn tư thủy giao với vẻ thương hại. Như vậy đi, tối nay cầm kịch bản đến phòng tôi kịch bản, tôi và em sẽ thảo luận về kịch bản một chút. Nhà sản xuất nói, câu này thực sự khá rõ ràng. Xếp chương, tôi xin lỗi, tối nên tôi phải đi cùng bạn rồi. Tư thủy giao trực tiếp từ chối. Tiếp bạn cái gì chứ? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 296, sa thải đạo diễn mày dám hất canh vào tao sao? Nhà sản xuất có chút choáng váng vì nóng. Tôi xin lỗi, xếp trương, tôi xin lỗi. Tư thủy giao nhanh chóng lấy khăn ăn ra và lau. Cút, nhà sản xuất đẩy tư thủy giao ra. Ngay lập tức, những người ở bàn bên cạnh cũng đi tới. Một đám mỹ nam mỹ nữ nhìn tư thủy giao và lạc tú như đang xem kịch. Xếp trương có tiếng dẫm đáng trong giới bọn họ. Bao nhiêu người đều bại trong tay ông ta, đàn ông mà, liên tục tìm kiếm mục tiêu xinh đẹp khác. Tư Thủy Giao nổi tiếng trong giới là giữ mình trong sạch, và nhà sản xuất này đương nhiên muốn chinh phục Tư Thủy Giao. Cậu ta là bạn của cô sao, nhà sản xuất khá khôn ngoan, hắn vừa hỏi, Lạc Tú không phải người trong giới, đương nhiên không dễ xử lý Lạc Tú, cho nên hắn vẫn chỉ tay về phía Tư Thủy Giao. Xếp trương, tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tư Thủy Giao chỉ có thể tự nhận lấy mọi chuyện, không thể làm mất lòng cả hai bên, đặc biệt là Lạc Tú. Tư thủy giao thực sự sợ lạc tú sẽ tức giận mà đốt luôn cả nhà hàng. Hừm, lỗi của cô, nhà sản xuất chế nhạo. Bốp, đột nhiên, một cái tát thật mạnh lại hướng tới mặt nhà sản xuất. Tôi bảo cút, không nghe thấy sao. Lạc tú cũng lười nói nhảm với một người như vậy, nên trực tiếp động thủ. Mày dám đánh tao, nhà sản xuất từ dưới đất đứng lên, che mặt, hung ác nhìn lạc tú. Hắn cũng được coi là một nhân vật có tiếng trong giới, ngày thường, ai nhìn thấy hắn đều phải gọi hắn là xếp trương. Nhưng bây giờ hắn không chỉ bị đánh mà còn bị đánh trước mặt các diễn viên bên dưới khiến hắn rất mất mặt. Nếu không cút, sẽ không đơn giản là đánh ông nữa đâu. Lạc Tú lạnh lùng nhìn nhà sản xuất. Hừm, tốt lắm, mày không phải người trong giới, tao không thể làm gì mày, nhưng bạn của mày là người trong giới, để tao xem cô ta sẽ gánh hậu quả như thế nào. Nhà sản xuất không ngu ngốc, trực tiếp lấy chuyện này uy hiếp Lạc Tú mày không biết đã lâu rồi cô ta không nhận vài diễn sao? Mày còn không biết rằng nếu cô ta mất đi bộ phim này, cô ta sẽ không có tác phẩm nào trong vài năm sao? Đến lúc đó, đừng nói là tiểu hoa đán gì cả, chỉ cần cô ta im lặng suốt 5 năm, cô ta sẽ hoàn toàn tàn lụi. Ai sẽ nhớ đến cô ta nữa chứ? Nhà sản xuất khịt mũi lạnh lùng nói. Xếp trương, chuyện này là tôi sai, ông. Đừng nói nhảm nhí với tôi, nếu không tôi sẽ gọi cho đạo diễn nghiêm ngay lập tức nhà sản xuất châm chọc. Đạo diễn nghiêm được coi là đạo diễn tên tuổi trong làng giải trí, với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, thậm chí đã từng đạo diễn một bộ phim bom tấn Hollywood ở nước ngoài, có thể nói ông ta là một đạo diễn tương đối uy quyền. Cô bảo cậu ta xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn nghiêm ngay lập tức, và bộ phim sẽ được thay người ngay lập tức. Nhà sản xuất lộ ra vẻ ảm đạm với vẻ chế giễu trên mặt. Nhưng tư thủy giao nào dám yêu cầu lạc tú xin lỗi chứ? đó không phải là chán sống sao cậu nhóc mau xin lỗi xếp trương đi xếp trương ở trong làng giải trí đất cảng không đơn giản như cậu nghĩ đâu có người nói đúng vậy cậu đừng làm hại thủy giao mất đi cơ hội này cô ấy quả thực đã lâu không nhận được vai diễn nào bộ phim lần này còn là phim lớn được đầu tư bởi nhà họ lý có thể so sánh với phim truyền hình quy mô lớn của mỹ đó có người nói tiếp hiện tại ầm um, lạc tú trực tiếp cầm một chiếc cốc trên bàn đập vào mặt nhà sản xuất a à, một tiếng hét khác vang lên và nhà sản xuất bị đập một lỗ lớn trên mặt ông giao vai của tư thủy giao cho người khác thử xem lạc tú chế nhạo được rồi mày chờ đó cho tao nhà sản xuất che mặt nói alo anh nghiêm là tôi anh qua đây một chuyến đi nhà sản xuất thực sự gọi cho đạo diễn khi tư thủy giao nghe thấy điều này cô ta cảm thấy tim đập thình thịch mọi chuyện đã kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi. Nếu đạo diễn nghiêm đến đây, cô ta chắc chắn sẽ mất vai diễn này. Không lâu sau, một người đàn ông đeo gọng vàng bước vào. Chuyện gì vậy, đạo diễn nghiêm quát mắng. Nhà sản xuất nhắc lại vấn đề một lần nữa. Ngày mai cô không cần đến nữa. Đạo diễn nghiêm chỉ thẳng vào tư thủy giao và nói. Khuôn mặt của tư thủy giao tái đi ngay khi ông ta nói những lời này bộ phim này là hy vọng trở mình của cô ta. Đó là cơ hội duy nhất của cô ta. Thủy Giao, cô kết bạn với thứ gì vậy? Một người đàn ông có dáng vẻ đàng hoàng bên cạnh châm chọc. Thật là một người bạn tốt mà, ngay cả tương lai của Thủy Giao cũng bị hủy hoại rồi. Một người phụ nữ khác cũng nghỉa mai. Đắc tội đạo diễn nghiêm, sau này ai dám tìm Tư Thủy Giao đóng phim chứ? Vốn dĩ Tư Thủy Giao không bị sao cả, nhưng lần này thì mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Hôm, đây là kết cục của việc dám làm điều quá đáng với tôi. nhà sản xuất nhìn lạc tú lạnh lùng lau vết máu trên mặt. nhưng lúc này lạc tú đã ngẩng đầu nhìn lên nhà sản xuất và đạo diễn nghiêm. ngày mai các người cũng không cần làm nữa. lạc tú mở miệng nói các người có thể cấm tư thủy giao trong bộ phim này nhưng các người cũng không cần phải đến đó với tư cách là đạo diễn và nhà sản xuất nữa. mày bị ngu hả? anh ấy là đạo diễn còn có một người là nhà sản xuất nữa. Hai người họ là có vai trò lớn nhất trong cả bộ phim, thế mà mày lại bảo bọn họ không cần đến nữa. Ai đó mỉa mai. Đạo diễn là giỏi lắm sao? Lạc Tú lắc đầu. Không có người này thì có người khác, có rất nhiều người đang chờ làm nhà sản xuất đấy. Lạc Tú khinh thường nói. Này, khẩu khí lớn thật, tôi đã ở đất cảng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy người có khẩu khí lớn như vậy đấy. Đạo diễn nghiêm chế nhạo. Theo lời cậu, bây giờ tôi sẽ bị sa thải sao? Đạo diễn Nghiêm trực tiếp ngồi lên ghế. Chương 297, đe dọa nhìn cuộc điện thoại của Lạc Tú. Những người còn lại và thậm chí một vài thành viên trong đoàn đột nhiên chế nhạo và trông giống như họ đang xem một vở kịch hay vậy. Đạo diễn Nghiêm cũng lộ ra vẻ chế giễu, một thanh niên không rõ lai lịch, nghe nói sắp sa thải đạo diễn ưu. Đạo diễn nghiêm ở trong làng giải trí cảng khu nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe thấy những lời điên rồ như thế. Và ông ta là một người có tiếng trong toàn ngành giải trí cảng khu. Nếu đắc tội ông ta thì chẳng khác nào xong đời. Chỉ cần ông ta nói một lời, cả làng giải trí cảng khu sẽ phong sát người đó. Tư thủy giao sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không phải là cô ta không tin lạc tú, quả thật lạc tú không có liên quan gì đến ngành giải trí vậy lạc tú sa thải đạo diễn như thế nào? Và tình huống hôm nay là cả nhà sản xuất và đạo diễn nghiêm đều đã hoàn toàn bị đắc tội, về sau chắc chắn cô ta sẽ không thể lăn lộn trong làng giải trí khu cảng được nữa. Ai mà không biết đạo diễn nghiêm khét tiếng keo kiệt? Ai mà không biết đạo diễn nghiêm là một siêu đạo diễn, chỉ cần ông ta mở miệng, có bao nhiêu đạo diễn sẽ nghe lời ông ta? Tư Thủy Giao, sau ngày hôm nay, trong giới giải trí cảng khu, đừng nói gì đến chuyện đóng phim và nữ chính thứ hai tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không ai thèm muốn cô, cho dù cô dở trò gì đi nữa. Đạo diễn nghiêm ở bên cạnh bảo ai đó châm một điếu xì gà. Những lời này khiến những người còn lại trong đoàn nhìn Tư Thủy Giao với vẻ thương hại. Họ biết rằng sau ngày hôm nay, Tư Thủy Giao đã hoàn toàn lụi tàn và hoàn toàn kết thúc. Và người khởi xướng tất cả những điều đó là người đàn ông trẻ tuổi này, người đã nói sẽ sa thải đạo diễn nghiêm. Nhưng vào lúc này, một nhóm người đột nhiên tới nhà hàng, người cầm đầu cũng là một người đàn ông trung niên. Đạo diễn nghiêm vốn đang hút xì gà, đã đứng dậy ngay lập tức khi nhìn thấy người đó, và cả đoàn phim ngay lập tức kinh ngạc. Bởi vì người này không ai khác chính là chủ đầu tư bộ phim của họ, và là công ty giải trí có ảnh hưởng nhất trong toàn bộ ngành giải trí cảng khu, thiên ngu. Toàn bộ công ty giải trí bao gồm gần như đầy đủ các ngành nghề như đài truyền hình, dạp hát, ca sĩ, chương trình tạp kỹ, phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập và người này là chủ tịch thiên ngu, người đại diện của thiên ngu. Ông ta là trùm làng giải trí cả xứ cảng khu. Trong một bộ phim, đạo diễn nhà sản xuất, diễn viên, rất quan trọng, nhưng cũng phải có tiền đề. Đó là kim chủ. Không có nhà đầu tư, đạo diễn cũng chỉ là cái rắm. Không ai đầu tư cho bạn, đừng nói là quay phim, bạn thậm chí còn không đủ tiền mua máy ảnh. Quan trọng hơn, người ta không chỉ có đài phát thanh, mà còn có mối quan hệ tuyệt vời với những người đứng đầu các đài truyền hình lớn. Ngay cả khi người khác đầu tư vào bạn, thì làm sao bạn có thể xuất phẩm? Người ta nói một câu thì cũng đủ khiến bộ phim của bạn không được chiếu rồi. Cho nên vào lúc CEO của giải trí thiên ngu đến, đạo diễn nghiêm có chút hoảng hốt. Xếp hoa, sao anh lại ở đây? Đạo diễn nghiêm trong nháy mắt giống như cháu trai, kính nể đến cực điểm nhưng ông chủ của công ty giải trí thiên ngu đã phớt lờ đạo diễn nghiêm và nhóm người này, mà chào hỏi Lạc Tú một cách kính cẩn. Xin chào, anh Lạc, tôi đến trước. Sau đó đối phương trực tiếp đứng ở bên cạnh không nói lời nào, thái độ rất cung kính. Lần này, đạo diễn nghiêm và nhà sản xuất có chút hoảng hốt, bởi vì nhìn thái độ của sếp của giải trí thiên ngu, hôm nay bọn họ hẳn là đã chọc phải người mà bọn họ không nên chọc. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc thì ngay sau đó một nhóm người khác đã đến đứng đầu là một cô gái có một cô gái đất cảng không phải người trong làng giải trí nhưng cũng gây chú ý bởi vì cô ta là cháu gái của gia tộc giàu có nhất lý kỳ vì thế mà lý kỳ khét tiếng kiêu căng thô lỗ cả đất cảng nhưng kể từ chuyến đi tới núi cửu cung lần trước lý kỳ đã kiềm chế rất nhiều bởi vì trên đời này có rất nhiều người mà bọn họ không thể trêu chọc thậm chí không dám trêu chọc ví dụ lạc tú trước mặt ông ta anh lạc không ngờ anh lại ở đây. Lý Kỳ cố gắng hết sức duy trì thái độ cực kỳ cung kính, nhưng có thể thấy cô ta thực sự đang phát run, cô ta rất sợ. Có một đạo diễn ở đằng kia, tôi muốn sa thải ông ta. Lạc Tú chỉ vào đạo diễn nghiêm. Sắc mặt đạo diễn nghiêm trở nên xám như cho tàn trong chốc lát. Xong rồi, xong rồi. Ông ta không ngờ người thanh niên trước mặt thật sự có năng lực sa thải mình, lại còn tìm được kim chủ của mình thậm chí còn có người nắm giữ cổ phần phía sau cũng được tìm tới. Giải trí Thiên Ngưu là một trong những ngành kinh doanh của nhà họ Lý tại đất cảng. A à, Hoa, Lý Kỳ nhìn về phía đạo diễn Nghiêm. Hiểu rồi, thưa cô." A à, Hoa đáp lại. "Ông không cần đến đoàn phim nữa, bộ phim đó không liên quan gì đến ông nữa." Xếp Hoa nhìn đạo diễn Nghiêm và nhà sản xuất. "Còn nữa, tôi sẽ đánh tiếng với giới đầu tư ở đây." tôi nghĩ sau này ai dám mời các người làm đạo diễn nữa chứ ngay khi lời nói của sếp hoa thốt lên đạo diễn nghiêm suýt nữa ngã xuống đất mọi người kinh ngạc nhìn lạc tú đạo diễn nghiêm xong đời rồi lần này ông ta đã hoàn toàn xong đời nhà sản xuất kia tái mặt vì sợ hãi khi biết rằng sự nghiệp của họ đã kết thúc tư thủy giao kinh ngạc nhìn lạc tú lúc này cô ta còn sửng sốt hơn không chỉ sức mạnh của lạc tú kinh khủng mà còn bối cảnh thân phận của lạc tú nữa thiên kim của gia đình giàu có nhất đất cảng, loại người này kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Nhưng vào lúc này lại cúi đầu đứng ở trước mặt lạc tú, không hề có một chút coi thường nào. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhưng ai đó vẫn đứng dậy. Nữ chính của bộ phim. Cô ta tên là Huyên Huyên, khi còn nổi tiếng, cô ta đã có tiếng vang và sức mạnh nổi tiếng cả đất cảng. Nếu đạo diễn nghiêm không quay phim, thì tôi sẽ không diễn. Huyền Huyên trực tiếp đe dọa. Mặc dù bộ phim này được đầu tư lớn, nhưng trọng tâm là tạo ra cốt truyện và hiệu ứng đặc biệt, trừ khi các người sẵn sàng đầu tư nhiều tiền hơn và mời thiên hậu điện ảnh và truyền hình tham gia. Bằng không, không có người nào thích hợp với bộ phim này hơn tôi. Huyên Huyên hừ lạnh. Đạo diễn nghiêm có ơn với cô ta, chuyện riêng tư giữa hai người không rõ ràng, lúc này cô ta đương nhiên phải đứng lên. chương 298, khoa học tạo ra loài người. Huyền Huyền cũng được coi là người chịu trách nhiệm về sự nổi tiếng của cảng khu, đương nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình, nếu cô ta không hoàn toàn nắm chắc, cô ta sẽ không nói những lời này. Ngoài thiên hậu điện ảnh, truyền hình ra, quả thực không có ai phù hợp hơn cô ta. Nhưng nếu tìm thiên hậu thì kinh phí sẽ vượt quá tiêu chuẩn là điều thứ nhất. Thứ hai, thiên hậu hiện đang bận nhiều phim, nếu cưỡng ép cướp người thì sẽ phải giá một cái giá gấp 10 lần, mất nhiều hơn được. Điểm thứ ba và quan trọng nhất là bộ phim truyền hình này đã được tuyên truyền, cô ta là nữ chính, nếu bị thay thế thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng trái chiều. Đây là những điều mà một người ngoài nghề như Lạc Tú không hiểu, nhưng xếp hoa lại hiểu, vì vậy khi Huyên Huyên nói ra những lời đó, xếp hoa liền cau mày. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, người phụ nữ có mái tóc dài, cặp đùi thon thả thẳng tắp, áo phông ngắn cuốn cỡn lộ ra phần bụng lớn màu trắng, có áo ghi lê bên ngoài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và gu ăn mặc thời thượng càng làm nổi bật khí chất nữ thần của người phụ nữ này. Ai nói không tìm được người tốt hơn cô, Lam Thục Đoan bước vào nhà hàng và tháo kính dâm ra, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lam Thục Đoan không có nhiều ảnh hưởng ở Thông Châu, vì suy cho cùng, ngoài công việc thì phần lớn thời gian cô ấy đều ở Thông Châu. Nhưng ở bên ngoài thì sao? Ở cảng khu thì sao? địa vị và độ nổi tiếng của cô ấy không thua kém một số thiên vương thiên hậu hiện nay, cô ấy không chỉ là thần tượng mà còn là người của phái thực lực, đoạt phòng nguyệt quế thiên hậu điện ảnh và truyền hình kim mã đã đề cử cô ấy vào năm ngoái. Tuy nhiên, vì một số lý do không chính đáng, cuối cùng nó đã được trao cho người khác, sự việc này đã từng gây chấn động làng giải trí, điều này cho thấy sức mạnh của Lam Thục Đoan. Nếu so với Lam Thục Đoan, Huyên Huyên thực sự giống một tân binh vừa mới ra mắt ngay cả chủ tịch Hoa cũng thầm thắc mắc tại sao Lam Thục Đoan lại ở đây. Bây giờ có một số người mới cứ luôn quá coi trọng bản thân, cổ tay không lớn, nhưng vẻ kiêu căng ngạo mạn thì rất lớn nhỉ. Những lời này của Lam Thục Đoan cũng không có chút gì gọi là già đời, cô ấy xuất đạo sớm, tuyệt đối là tiền bối của Tư Thủy Giao và Huyên Huyên ở trước mặt. Bất kể mức độ nổi tiếng, lượng truy cập, đề tài hay kỹ năng diễn xuất, Huyên Huyên đều không có gì thách thức được Lam Thục Đoan. Dù sao trên danh nghĩa Lam Thục Đoan là ngôi sao tuyến một, nhưng giới giải trí đã sớm công nhận cô ấy chính là diễn viên cấp thiên hậu rồi. Nếu không có đóng phim này, tôi sẽ đau nga. Lam Thục Đoan ném găng tay lên bàn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lạc Tú. Chủ tịch Hoa cũng nhìn Lam Thục Đoan và Lạc Tú với ánh mắt kinh ngạc. Phải biết rằng, năm ngoái có tin đồn rằng có một đạo diễn đất cảng đã trả giá cao mất ngưỡng 7.000 vạn mà không mời được Lam Thục Đoan, có thể thấy giá trị của con người này là rất lớn. Nếu Lam Thục Đoan tham gia đóng vai nữ chính thì bộ phim này đã có phần đảm bảo bùng nổ rồi. Xét cho cùng, thị trường đất cảng lớn như vậy, muốn xông vào thị trường đại lục nhưng không có diễn viên thực lực của đại lục thì cũng không đáng tin cậy chút nào. Sao thế, còn chưa rời đi à, còn chờ tính tiền giúp chúng tôi hả? Lam Thục Đoan tức giận nói. Huyền Huyền lúc này xấu hổ nóng bừng mặt, trước mặt tiền bối như Lam Thục Đoan cô ta thật sự không dám ngẩng đầu lên tiếng. Và một nỗi hối hận dâng trào ngay lập tức, nếu vừa nãy không nói Huyên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ không chỉ không bắt chẹt được lạc tú, thậm chí cô ta còn mất việc. Cô ta biết rằng sau thời gian này, sự nghiệp ngôi sao của cô ta có thể sẽ ảm đạm. Đạo diễn nghiêm cũng tức giận nhìn lạc tú, sau đó đen mặt bỏ đi. Một nhóm người mặt xám như cho tàn chạy ra khỏi nhà hàng. Chị Thục Đoan, chị có thể ký tên cho em được không? Em là một fan lớn của chị, trong thiên phi truyện, kỹ năng diễn xuất của chị thật bùng nổ. Nhiều trường diễn xuất ở đây sử dụng các clip kinh điển của chị làm tài liệu giảng dạy đấy. Tư Thủy Giao rất kích động. Không ngờ lại được gặp thần tượng của mình ở đây. Làm thuộc đoan trước mắt với Lạc Tú. Như thế nào, hiện tại anh đã biết thực lực cùng sự nổi tiếng của tôi chưa? Ở Thông Châu tôi không là gì, nhưng ở bên ngoài, tôi có thể triệu tập vô số người hâm mộ chỉ bằng một câu nói lam thục đoan khoe khoang nói nhưng chẳng qua là cô ấy muốn chứng tỏ bản thân trước mặt lạc tú bởi vì cô ấy càng ngày càng cảm thấy giữa mình và lạc tú có khoảng cách quá lớn nhưng lạc tú không quan tâm đến điều này tư thủy giao lúc này nhìn lạc tú cảm thấy lạc tú càng ngày càng thần bí rõ ràng là nhân vật cấp tiên sư nhưng ngay cả làng giải trí cũng có quan hệ Tư Thủy Giao làm sao có thể không nhìn ra được tình cảm của Lam Thục Đoan dành cho Lạc Tú chứ? Hơn nữa, con gái của đại gia giàu nhất nhất cảng phải cúi đầu trước Lạc Tú, Lạc Tú có lai lịch như thế nào chứ? Tay của cô, Lạc Tú liếc nhìn tay của Lam Thục Đoan, trên mu bàn tay cô ấy có vài vết chai. Đây là do luyện quyền mới có. Lam Thục Đoan theo bản năng đưa tay ra sau để che giấu. Cô ấy cảm thấy khoảng cách với Lạc Tú càng ngày càng xa, nhưng cô ấy không muốn có khoảng cách như vậy cô ấy không muốn tiếp tục đứng phía sau nhìn bóng lưng của lạc tú vì vậy gần đây cô ấy đã tìm được một võ sư và bắt đầu bí mật luyện tập rất chăm chỉ nếu không cô ấy sẽ không có vết chai trong thời gian ngắn như thế buổi tối đến phòng của tôi lạc tú nói nhỏ nhưng tư thủy giao bên cạnh anh vẫn nghe được hừm tư thủy giao lúng túng ho khan lam thục đoan sáng mắt hỏi lạc tú thật sao đừng nghĩ lung tung chúng ta chỉ thảo luận về kịch bản thôi lạc tú mỉm cười tư thủy giao liếc trắng mắt với lạc tú sau bữa tối khách sạn của lạc tú đã được sắp xếp ổn lam thục đoan hiển nhiên là đã nghĩ sai cho rằng tối nay sẽ có gì đó còn chuẩn bị cả bao cao su một còn cố tình ăn mặc thật sexy kết quả vừa đến phòng lạc tú đã thấy lạc tú pha một ấm trà và đang đợi lam thục đoan tuy nhiên lạc tú thích uống trà Lam Thục Đoan biết rất rõ chuyện này. Tối nay anh định làm gì? Lam Thục Đoan cúi đầu lúng túng nói. Tối nay chúng ta hãy thảo luận về khoa học. Lạc Tú mỉm cười. Khoa học, Lam Thục Đoan lập tức muốn bùng nổ. Bà đắt ăn mặc như thế này, anh lại nói sẽ thảo luận khoa học ư. Đó có phải là khoa học tạo ra con người không? Lam Thục Đoan nhìn chằm chằm Lạc Tú với vẻ mặt không vui. chương 299, sát thủ hạng A nụ cười của lam thục đoan đông cứng trên khuôn mặt cô ấy thục đoan cô nghĩ trái đất là cái gì vậy lạc tú đột nhiên hỏi hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của lam thục đoan trái đất là trái đất nó nuôi dưỡng chúng ta và là cái nôi của cuộc đời chúng ta lam thục đoan biết rằng đêm nay không có gì cả tâm trạng của cô ấy rơi xuống ngay lập tức các nói này không chính xác lạc tú lắc đầu trong chuyến đi đến khu vực tây tạng lần này lạc tú càng tin vào những suy đoán của mình nếu phải nói thì trái đất thực sự là một cơ thể sống." Lạc Tú nói. "Trái đất cũng là một cơ thể sống." Lam Thục Đoan có chút bối rối. "Chắc là cô đã nghe cụm từ vĩ độ 30 độ Bắc rồi nhỉ?" Lạc Tú nói. Lam Thục Đoan gật đầu, "Vĩ độ 30 độ Bắc luôn là một tồn tại kỳ diệu và bí ẩn. Nơi khởi nguồn của bốn nền văn minh cổ đại, Tam Tinh Đôi, Tam Giác Quỷ Bí Ẩn Bermuda, Atlantis" kim tự tháp ai cập và những thứ khác với vô số bí ẩn đều nằm trên tuyến này có thể nói hầu hết những bí ẩn trên trái đất không thể giải đáp bằng công nghệ hiện có của nhân loại đều nằm trên tuyến này một hoặc hai cũng có thể được hiểu là một sự trùng hợp nhưng nếu nhiều thứ cộng lại nó không chỉ là một sự trùng hợp nếu trái đất là một cơ thể sống nó che giấu điều gì đó từ tất cả sự sống thì rất nhiều thứ trên thế giới này đều có thể được hiểu rõ lạc tú cười nói ý của anh là Lam Thục Đoan cảm thấy đêm nay thế giới quan của mình có thể bị đảo lộn, Lạc Tú nói với mình những điều này, hẳn là không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà nhất định phải có mục đích. Cho nên Lam Thục Đoan lúc này mới bắt đầu cẩn thận nghe. Ở Trung Quốc của chúng ta, có một thứ gọi là trận pháp, có thể đưa mọi người vào một thế giới khác. Lạc Tú giải thích, trong kinh Phật có câu nói, một bông hoa là một thế giới, một hạt cát là ba ngàn đại thế giới. Nếu theo góc độ khoa học để hiểu, đó là nó có thể đưa cô đến một không gian hoặc vĩ độ mới khác. Lạc Tú châm một điếu thuốc. Vì vậy, 30 độ vĩ Bắc có thể là một lối vào như vậy, và sau đó ví dụ như các tàu và máy bay biến mất ở Bermuda, tất cả đều rơi vào một thế giới khác. Sau khi Pharaoh kim tự tháp chết, linh hồn đi vào một thế giới khác cũng là sự thật. Lam Thục Đoan đưa ra phỏng đoán dựa trên những gì Lạc Tú nói. Ngay lập tức, chợt nghĩ ra, phải chăng kim tự tháp cũng là một trận pháp khổng lồ? là lối vào một thế giới khác. Đúng, nhưng cũng không chính xác. Lạc Tú gật đầu. Cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Không thể nào hoa hạ bịa ra mấy câu chuyện hoang đường đó để lừa gạt mọi người, đúng không? Nhưng tại sao chúng ta không bao giờ tìm thấy nó? Chỉ có thể hiểu biết chút ít trong mấy quyển sách cổ ư. Nữ Hoa, Phục Hy và cả Lão Tử rốt cuộc đã biến mất, bọn họ đã đi đâu? Từ xưa đã có những luyện khí sĩ trước thời tần, nhưng sau thời tần thì cũng kết thúc khí tức màu tím của lão tử đã cách xa ba vạn dặm sau khi rời khỏi đèo hàm cố ở phía tây thì biến mất không thấy tăm hơi chỉ còn lại một nửa đạo đức kinh đang lưu hành trên thế giới tần thủy hoàng một người đã lập công lớn và được mệnh danh là thiên cổ nhất đế lại ngu ngốc đến mức đi tìm một tiên đảo hư ảo bồng lai ư nhưng nếu không phải là hư ảo vậy thì tiên đảo bồng lai ở đâu vậy thì sao Lam Thục Đoan sẽ không nghĩ rằng những lời của Lạc Tú chỉ là để tự lừa mình. Xong rồi, Lạc Tú cười cười, không giải thích quá nhiều. Lam Thục Đoan là một người tốt, Lạc Tú không muốn cô ấy chìm vào thế giới trần tục như thế này. Theo phương pháp trên, từ từ luyện tập, đừng luyện quyền. Lạc Tú đưa cho Lam Thục Đoan một bản sách cổ. Đây không phải là bí pháp tu luyện gì cả, nhưng nó có thể giúp Lam Thục Đoan xây dựng một nền tảng hoàn hảo. Lam Thục Đoan nhìn nó, mắt không khỏi sáng lên đây là cơ hội mà lạc tú đã cho cô ấy để cô ấy có thể tiếp bước lạc tú hơn nữa cô ấy nghe thấy từ miệng lạc tú rằng một điều gì đó lớn sắp xảy ra ngày mai đoàn làm phim sẽ bắt đầu quay anh đến thăm tôi được không lam thục đoan cười cười được lạc tú gật đầu sáng sớm hôm sau lạc tú được nhà họ lý đón qua nhà họ lý vừa bán một phần tài sản vừa nghĩ cách tiếp cận anh hơn lần này cả nhà họ lý suýt nữa phá sản, nhưng đây là chuyện không thể không làm. Dù sao thì ai lại không dám đưa số tiền nợ lạc tú chứ? Hai, vốn dĩ nhà họ lý chúng ta cũng có một tông sư, nhưng không may ba năm trước ông ta bị ám sát. Lý Trí Hoa cười khổ nói, sau đó chuyển toàn bộ 40 tỷ đô vào tài khoản của Lạc Tú. Sau đó Lạc Tú đến địa điểm quay phim để thăm Lam Thục Đoan. Ở phía bên kia, trong một buổi chiêu đãi lớn, rất nhiều người nổi tiếng và giới nhà giàu đất cảng đã tập trung về đây, thậm chí có cả một số nhân vật quyền lực. Trong một phòng VIP, xin chào, anh Ender, thật sự vinh hạnh khi gặp anh. Đạo diễn nghiêm vừa nói vừa cầm ly của mình. Trong phòng, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ôm một đám con gái xung quanh mình. Bảy tám cô gái trong bộ quần áo sộc sạch vây quanh người đàn ông ngoại quốc. Tôi vẫn thích những cô gái đến từ phương đông hơn, chàng trai trẻ tên Ender mỉm cười bạn cũ nghe nói gần đây anh gặp chút phiền phức anh ender khiến anh chê cười rồi tôi đã gặp một chút rắc rối đạo diễn nghiêm nói với một nụ cười người đàn ông này là con trai của một đạo diễn nổi tiếng ở hollywood nhưng không chỉ vậy gia đình của họ ở châu âu là một siêu quái vật bạn cũ đừng khách khí có khó khăn gì cũng có thể nói cho tôi biết chỉ cần anh có đủ thù lao tôi có thể giúp anh giải quyết ender nở nụ cười xấu xa vậy thì tôi thật sự cảm ơn anh Ender. Đạo diễn nghiêm cũng cười cười. 50 vạn đô la, tôi muốn mạng của một người. Sự sỉ nhục mà Lạc Tú dành cho ông ta đêm qua khiến ông ta nhớ mãi. chương 300, Hồng Môn Yến. Bạn cũ của tôi, anh còn nhớ vụ án giết người trong bóng tối chấn động vùng đất cảng 3 năm trước không? Khóe miệng Ender chợt cong lên, rất đắc ý. Như thể đang nhắc nhở đạo diễn nghiêm về tác phẩm đáng tự hào của mình và vẻ mặt của đạo diễn nghiêm lại càng tệ hơn, làm sao ông ta không nhớ được vụ án giết người năm đó chứ? Người khơi mào cho sự việc đó chính là người bạn cũ trước mặt ông ta. Khi đó, Ender muốn hợp tác với nhà họ Lý, nhưng vì thương lượng không có lợi ích nên Ender đã trực tiếp cử sát thủ hạng A đến để gây chấn động nhà họ Lý. Khi đó, nhà họ Lý đã có một nhân vật cấp bậc tông sư. Và người chịu trách nhiệm chính trong nhà họ Lý cũng không phải là Lý Trí Hoa nhưng ngay cả khi có sự bảo vệ của nhân vật cấp tông sư lúc đó không chỉ người phụ trách nhà họ lý chết mà ngay cả vị tông sư kia cũng chết một phát bắn chết người thậm chí không kịp phản ứng lại có thể thấy sát thủ hạng a này đáng sợ như thế nào cuối cùng nhà họ lý phải hợp tác với anh ta người của tôi có thể giết ngay cả người gọi là tông sư của các anh một người bình thường chỉ là chuyện uống một tách cà phê thôi ender chế nhạo nhưng đối với một sát thủ như vậy, phí lên sàn cũng không thể giống với một sát thủ võ mèo cào được. Nhưng anh Ender, người bên kia chỉ là một người bình thường, anh làm vậy thì có hơi giống dùng súng thần công bắn mũi không? Hai, có một câu nói ở Trung Quốc các anh rằng, khi sư tử săn thỏ, chúng cũng phải dốc hết sức lực. Dù chỉ là những người bình thường, chúng ta cũng phải đối phó một cách thận trọng. Ender cười. Làm sao, bạn cũ của tôi, cân nhắc kỹ chưa? Tôi không muốn anh trở thành người nhà họ Lý tiếp theo đâu." Ender đột nhiên cười khẩy một tiếng, điều này đột nhiên thay đổi sắc mặt của Đạo Diễn Nghiêm, đây là đang đe dọa ông ta. "Được, vậy thì làm phiền anh Ender." Đạo Diễn Nghiêm gật đầu, lập tức gọi người chuẩn bị tiền. "Pat, cho anh ấy xem đồ của chúng ta." Ender mỉm cười và nhìn một người đàn ông da đen đang đứng phía sau. Người đàn ông da đen tên Pat lấy ra một khẩu súng và ném nó trên bàn, khẩu súng có màu bạc khẩu súng này rất đặc biệt, đạn mà nó bắn ra có thể xuyên thủng 10cm thép, và các viên đạn cũng rất đặc biệt. Chúng được làm bằng hợp kim và cứng hơn cả kim cương. Một viên đạn trị giá hàng trăm nghìn đô la, tôi cũng không kiếm nhiều tiền của anh đâu, Ender mỉm cười. Súng và đạn rất đặc biệt, ngay cả sát thủ tên bắt cũng đặc biệt. Nếu không, sẽ không thể là một sát thủ hạng A có thể ám sát tông sư. Anh hẹn hắn qua đây, chúng ta có thể làm nhục hắn trước khi giết chết hắn, một người bình thường, chúng ta cứ từ từ chơi chết hắn, vui vẻ đi, bạn cũ của tôi, anh sẽ rất hưởng thụ quá trình này đấy. Ender liếm mặt người phụ nữ bên cạnh. Đạo diễn nghiêm cũng nghĩ lại, dù sao ông ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua được tính mạng của Lạc Tú, đương nhiên ông ta không thể để Lạc Tú chết dễ dàng như vậy. Lúc này Lạc Tú đang đến thăm đoàn phim, xem buổi biểu diễn trực tiếp của Lam Thục Đoan. Nhưng tình cờ là bên cạnh còn có một đoàn quay phim, có vẻ đây là bộ phim có sự tham gia của Thiên Vương và Thiên Hậu. Lạc Tú nhìn Lam Thục Đoan vẫn còn đang nói và cười một giây trước đó, giây tiếp theo, nước mắt đã lập tức chảy xuống, khiến Lạc Tú không thể không âm thầm cứng lưỡi. Nhưng lúc này đột nhiên một tiếng hét vang lên. Lạc Tú nhìn lại và đột nhiên phát hiện có người sắp rơi từ trên mái nhà xuống. Các người quay phim đều rất thực tế như vậy sao? Lạc Tú cau mày. Vì đó là tòa nhà 80 tầng. Lúc này một người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ treo trên không, mà người đàn ông lại chỉ có một tay có thể cầm một ống thép nằm ngang. Chắc là có dây lò xo, Lam Thục Đoan nói. Không có, Lạc Tú hơi kinh ngạc, bởi vì người khác nhìn không thấy, nhưng Lạc Tú lại có thể thấy. Hoặc dây lò xo đã bị đứt. Trong phim thường có cảnh nhân vật nam dùng một tay kéo tay nhân vật nữ đang treo mình vào vách núi hoặc nhà cao tầng và kéo người lên. Nhưng thực tế là hoàn toàn không thể là người bình thường đừng nói đến việc kéo người khác lên dù có kéo vật gì lên cũng không thể kéo lên bằng một tay được nhiều người thậm chí còn không thể thực hiện được động tác kéo người chứ chưa nói gì đến việc kéo một người sau đó cả hai đều rơi xuống cùng một lúc giống thật như vậy sao không đây là một vụ tai nạn nhiều người đột nhiên hét lên giải tán mau phân tán ra mọi người sẽ bị đè chết đấy đạo diễn hét lên một tiếng một đám người lập tức chạy đi chỉ có lạc tú là vẫn đứng đó lam thục đoan lo lắng muốn chạy tới để kéo anh nhưng bị đồng nghiệp ngăn lại chạy đi có người hét vào mặt lạc tú ở độ cao này nếu bị đập chúng thì chắc chắn sẽ chết nhưng khoảnh khắc tiếp theo trong vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người lạc tú thực sự đưa tay ra đón điên rồi anh ta điên rồi sẽ bị đè chết đấy ai đó lo lắng hét lên làm sao lại dám đón một người bị rơi từ độ cao như vậy chứ đua gì vậy? Trong một số câu chuyện thời sự, trẻ em từ tầng 7 hoặc tầng 8 bị rơi xuống và có người dùng tay đón được, một. Nhưng đây là hai người lớn ở tầng 80, vậy mà dám đón ư? Ở trên không, Lê Thiên và Chu Vận tuyệt vọng nhắm mắt lại. Những người khác nhìn Lạc Tú đưa tay ra đón cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thậm chí nhiều người còn quay đầu nhắm mắt không dám xem tiếp cảnh tượng tiếp theo. Bởi vì chắc chắn sẽ bị đập thành một đống hỗn độn đẫm máu. Nhưng ngay sau đó, giữa tiếng hò hét của đám đông, hai tay của Lạc Tú túm được hai người, sau đó túm bọn họ xoay tại chỗ vài vòng. Lê Thiên và Chu Vận còn đang sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng thì mọi người xung quanh đã ngơ ngác nhìn Lạc Tú. Đây là, có chắc đây là con người không vậy? Ở trên cao như thế nện xuống thì lực tác động phải mạnh đến mức nào chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.